Rồi hello mấy chị ha, chị nào vô rồi chấm bài tương tác dùm cho Hải với. Rồi lên nha mấy chị nha, tương tác dùm cho em với, chia sẻ like nha mấy chị nha. Rồi hãy dành tặng cho mấy chị là 3 set vest caro nha mấy chị nha. Dành cho 3 chị chia sẻ like cho Hải nhiều nhất nha mấy chị nha. Rồi tương tác dùm cho em đi mấy chị ơi, tương tác nha mấy chị nha. 3 set dành cho 3 chị chia sẻ like cho Hải nhiều nha mấy chị nha. Lên dùm cho em luôn mấy chị ơi. Do là em không like ca sáng á mấy chị, nên là giờ em like cho mấy chị sớm một chút xíu nha. Rồi lên dùng cho em luôn, chia sẻ like nha mấy chị nha. Tương tác cho Hải nè. Rồi Hải sẽ dành tặng 3 set vest caro set 3 món dành cho 3 chị nha mấy chị nha. Chia sẻ like cho Hải luôn, tương tác nha mấy chị nha. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha. Cái này nó bị nhầm. Rồi ghi liền em nha mấy chị nha. Lên nhanh đi mấy chị ơi. May mắn kèm số điện thoại dùng cho em nè mấy chị nè. Chưa vào chia sẻ like lên trước với em nè mấy chị ạ. Set 3 món dành cho 3 chị chia sẻ like dùm em ha. Rồi lên nha mấy chị nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hồi nhóm để chế độ công khai, bấm like bài viết dùm em ha. Và mấy chị nhớ là chia sẻ like dùm em ha. May mắn kèm số điện thoại dùm em luôn. Cái này là set 3 món, hàng to bao nha mấy chị nha. Hàng đợt trước là hàng của mình lên đó là giá đã là 160, 170 rồi. Hôm nay là hàng to bao em tặng luôn nha mấy chị nha. Rồi ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại dùm em luôn. Chia sẻ like nha mấy chị nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hồi nhóm để chế độ công khai, bấm like bài viết dùm cho em nha mấy chị nha. Rồi lên mấy chị ơi. Đây nè mấy chị nè. 3 set dành cho 3 chị chia sẻ like nha mấy chị nha. Rồi tương tác dùng cho Hải luôn mấy chị ơi, nhanh tay lên nha, chia sẻ like luôn mấy chị ơi. Đây, cái này là set 3 món nha mấy chị nha, nó có tặng kèm mấy chị một cái áo nữa. Nha mấy chị nha. Không đi nói tính tiền đâu. Rồi lên mấy chị ơi, chia sẻ like cho Hải luôn. Mấy chị nhớ là chia sẻ like cho Hải nha. Chia sẻ like vào trang và hội nhóm giùm em với. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai, bấm like bài viết cho em luôn nha. Rồi lên đi mấy chị ơi. Cái này là Hải chưa cắt khuy á mấy chị, về tự cắt khuy cho Hải nha. Rồi ghi liền em ạ. May mắn kèm số điện thoại lên giùm em mấy chị ạ. Chị nào vào trước thì chia sẻ like lên trước giùm em để bên em lên mã cho nó nhanh ạ. Rồi cái này là set 3 món giùm em ha. Set 3 món nha mấy chị nha, kèm cho mình nè. Cái này là tặng kèm mình một cái áo bên trong luôn nha mấy chị nha, một cái quần caro nữa mấy chị. Nguyên một set luôn, may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Chia sẻ like nha mấy chị nha. Tương tác dùng cho em luôn nha mấy chị nha. Ghi giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em mấy chị nè. May mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nha. Chị nào vô rồi chấm bài tương tác nha mấy chị nha. Chị nào mà chưa chia sẻ like thì chia sẻ liền dùng cho Hải nha mấy chị nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hồi nhóm để chế độ công khai, bấm like bài viết dùm em ha. Và trưa nay Hải sẽ còn bao nhiêu áo Zara Hải sẽ like hết cho mấy chị luôn nha. Là giống áo Hải đang mang đó mấy chị nha mấy chị nha. Rồi lên dùm em luôn, chia sẻ like mấy chị ơi. Chia sẻ like nha mấy chị nha. Chị nào mà chưa chia sẻ like thì chia sẻ liền nha mấy chị ơi. Đây Hải xem mà. Em lấy cho chị ít học chiếc vùng chiếc cho chút chị mấy ông mới thật. Lên mã may mắn kèm số điện thoại, cố gắng chia sẻ like tương tác lên với em nha. Rồi may mắn kèm số điện thoại nha, rồi tặng luôn đi anh ơi. Rồi đọc chị đầu tiên nha mấy chị nha. Rồi mã đầu tiên nha mấy chị nha. Rồi mã đầu tiên em xin chúc mừng cho chị Nguyễn Phương Hàm 0937707680 ha. Rồi chúc mừng cho chị Nguyễn Phương Hàm 680 này. Nguyễn Phương Hàm 680 nha mấy chị nha. Nguyễn Phương Hàm 680 chia sẻ like cho Hải trên 20 lần rồi nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị. May mắn kèm số điện thoại giùm cho Hải nha. Tương tác giùm cho em luôn. Chia sẻ like lên nha mấy chị nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hồi nhóm để chế độ công khai, bấm like bài viết giùm em luôn nha. Cho Hải xin một nút like bài viết, chị nào mà chưa chia sẻ like thì chia sẻ liền giùm cho Hải nha mấy chị nha. 3 lần vào trang cá nhân, 5 lần hồi nhóm để chế độ công khai. Chị nào không chia sẻ vào trang cá nhân được thì mấy chị chia sẻ vào hội nhóm cho Hải nha mấy chị nha. Rồi tương tác giùm em đi mấy chị, hôm nay em lên cho mấy chị rất là nhiều hàng luôn á. Đặc biệt là áo thun nha mấy chị nha, rất là nhiều áo thun cho mình luôn nha mấy chị nha. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha, may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn nha mấy chị nha. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Rồi Hải xin chúc mừng cho chị Kiều Nhi 0702
314 299. Rồi chúc mừng cho chị Kiều Nhi 299 nè. Rồi hãy chúc mừng cho chị Kiều Nhi 299 nha mấy chịu nha. Kiều Nhi 299 nè mấy chị nè. Kiều Nhi 299 nha mấy chịu nha. Rồi chúc mừng cho chị Kiều Nhi 299 nè mấy chị nè. Kiều Nhi 299 ha. Rồi tiếp tục nha mấy chịu nha. Tiếp tục một mã nữa nè mấy chị nè. Rồi hãy xin chúc mừng cho chị Kim Nguyệt 0911381464 ha. Rồi chúc mừng cho chị Kim Nguyệt 464 nè. Rồi hãy xin chúc mừng cho chị Kim Nguyệt 464 nha mấy chịu nha. Kim Nguyệt 464 dùm cho Hải nha mấy chịu nha. Rồi chúc mừng cho chị Kim Nguyệt 464 nè. Rồi tiếp tục lên nha mấy chịu nha. Hãy sẽ đi ăn cho mấy chị một cái mã áo thun ha. Cho chị cục áo thun màu vàng đi. À hay là không mấy chị, từ từ em lên quần chip trước đi mấy chị. Cái quần chip này là mẫu mới nha. Em có up hình rồi đó mấy chị. Và cái mẫu này nè mấy chị nè. Mẫu mới nha mấy chịu nha, chắc nó đã lắm luôn á mấy chị. Mình mua cho con mình đi học nè, mẹ con mình mặc nha mấy chịu nha. Sướng lắm luôn mấy chị, 60kg, 65kg đều mang ok dùng cho Hải luôn nè. Mấy chị nhìn nè, cái vải này rất là mát luôn nha mấy chịu nha. Và hôm nay em sẽ tri ân cho mấy chị cái set chip này nha mấy chịu nha. 75.000, 5 cái nha mấy chịu nha. Set chip dùm em 75.000, 5 cái nha. Và cái này là mẫu mới, nhưng mà em chỉ ôm được có 50 set thôi mấy chị. Thường thường nguồn chip em sẽ về 200 set, 150 nha mấy chịu nha, 150 hoặc là 200 set đó mấy chị nha. Nhưng mà đợt này em có ít lắm mấy chị, em có đúng 50 set dành cho 50 chị nha mấy chịu nha. Với giá là 75.000, chờ lấy chốt em mã set chip 75.000, chờ lấy máy set thì chốt dùm cho em ha. Cái này là một set như thế này là 5 cái nha mấy chịu nha. Và hàng này là hàng mẫu mới luôn, mấy bạn hot girl bán 250.000 một set đó mấy chị. 250 một set nha, em bán tặng cho mấy chị 75.000. Chờ lấy chốt em mã set chip dùng cho Hải nha mấy chịu nha. 75.000 nè, nhìn chắc nha mấy chịu nha. Ở đây nó có lót cho mình nè. Nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mã set chip lên dùm em mã set chip nha mấy chịu nha. Ghi dùm em mã set chip dùm. 75.000 hai set cho lên 75.000. Mấy chị lấy set chip này mang đi mấy chị, rất là sướng luôn đó mấy chị. Sướng lắm luôn nha mấy chịu nha. Ghi em mã set chip dùm em 75.000 một set nha mấy chịu nha. 5 cái nha mấy chịu nha, mặc rất là sướng luôn. Cái này mặc hơi bị phê luôn đó mấy chị, em lắm luôn nha mấy chịu nha. Rồi ghi liền em mã set chip, mấy chị lên giùm em mã set chip ha. Chị nào lấy máy set thì ghi giùm em mã máy set vô nha mấy chịu nha. Em có đúng 50 set thôi nên là mấy chị tranh thủ chốt nha mấy chị. Cho Phạm Đinh đi. Tranh thủ chốt nha mấy chịu nha, ghi em mã set chip giùm em. Set chip 75 cho Nguyễn Ly. Rồi chốt giùm em mã set 75 cho còn nợ nhau. Trời ơi, set chip này mang sướng lắm luôn mấy chị. Mấy chị cứ nghĩ đi, 75.000 mà 5 cái luôn mấy chị. Màu rất là ngọt nha mấy chịu nha, đẹp lắm. Set chip 75 cho Ngọc Linh Dương. Mấy chị nhìn nè mấy chị nè. Set chip 75 cho Thục Châu. Chắc đã lắm luôn á, siêu đã nha mấy chị. Set chip 75 cho Trinh Nguyễn. Nhìn hàng nè mấy chị nè. Nguyễn Lê có rồi chị nhà, set chip 75 cho Thu Hoa. Cái này đừng mua một set mấy chị, mua hai set về để dành mang mấy chị ơi. Ít bữa hết là không có hàng. Set chip 75 cho Nương Lương. Nha mấy chịu nha, hết là không có hàng nữa nha mấy chịu nha. Lên mã set chip 75 cho Út Ngon. 50 set nha mấy chịu nha. Giờ lấy cho em mã set chip. Set này mấy chị 60, 62kg đều mang ok dùng cho Hải luôn ấy. Đẹp lắm. Set chip 75 ngàn lên giúp em với thân lì của anh. Chốt mã kèm số điện thoại lên giúp em đó mấy chị ơi. Rồi cái này ghi em mã set chip dùm em nha. Set chip 75 cho thân lì 153. Chốt em mã set chip dùm em nha. 75 ngàn một set, siêu rẻ luôn đó mấy chị. Rẻ ơi là rẻ luôn đó nha. Chốt em mã set chip dùm cho em. Ghi dùm em mã set chip mấy chị ơi. Rồi bắt đầu em lên hàng luôn cho mấy chị luôn ha. Áo giống Hải đang mang nè mấy chị ơi. Set chiếc Trần Anh Tuấn 2 set. Đây con này là dành cho những chị nào mà chưa chốt được nha mấy chị ơi nha. Chị nào mà lúc tối không xem được thì bây giờ mình chốt nha. 69.000 có sỉ dùm em. Set chiếc 75 cho Trâm Võ. Một cái áo này mấy chị nè, form này mấy chị. 55-56kg đều mang ok dùm em ha. Rồi cái này ghi em mã A1 dùm em nè mấy chị. 2 set chiếc 75 cho Hồng Phích. Đã chưa? Mua áo này mang nha. Hãy nói thật luôn, 75 cho Nguyễn Mai 693. Chắc mát lắm mấy chị, nhưng mấy chịu nha. Mà hàng này mấy bạn, lúc tối em có like rồi. 675 cho My Tròn. Khách em nói là Hải ơi, chị mua 340.000 một cái đó Hải. Y như vậy luôn, không sai gì hết mấy chị. Nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mà áo giùm em 69.000 nha mấy chịu nha. Hàng của nó là kèm túi giấy cho này cho mình nữa. Nha mấy chịu nha. Rồi ghi liền không, em mấy rồi chị nha. Ghi em mà A1 cho Hải cũng được mấy chị. 75 cho Dự DT. Trời ơi, phải lấy cái hàng này đi mấy chị. Không bao giờ có cứ dám chọn đủ đơn cho 100 ngàn để ngày mai thứ 5 em đi đâu luôn mấy chị ạ. Ghi liền em mã A1 dùm cho Hải này mấy chị nè. 69.000 dùm em. Chúc em mã A1 69.000 nha mấy chịu nha. A1 dùm em 69.000 dùm cho Hải mấy chị. Nhanh nha mấy chịu nha, A1. Kéo.
Rồi cái liềm em mã A1 giùm em nha. 69 ngàn giùm em. Đó, 69 ngàn cho Sương Lê. Sao à? A169. Ở ngồi. A169 Yến Nhân Phạm. Rồi cái này set 34 giùm em nè mấy chị. A13 con 69 ngàn cho Nguyễn Thủy. Set 34 99 ngàn nè mấy chị nè. A69 cho Nguyễn Ly. Ở 169 ngàn cho Mỹ Dung Tròn. Xin chào chưa anh chị? Nè, đẹp chưa? Lên mặt A1 69 ngàn cho em đâu vậy? Rồi ghi liềm em mã A1 dùm em. Rồi A2 dùm em nè mấy chị. Cái này là set 34 luôn nha. Một cái áo ghi lê ở bên ngoài, một cái áo dày tay ở bên trong. Nguyễn Ly, một set với 75. Cho mấy chị một cái quần như thế này nữa. Giá là 99 ngàn có sỉ dùm em. Chúc em mã A2 dùm cho Hải nha. Hãy có nhiều màu á chị Duyên Trần ơi, đợi xíu nha. Một lúc em không thể nào mà lên nhiều màu được á mấy chị. Đây là mấy chị đợi xíu, mấy chị chưa thích màu trắng thì mình đợi nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liềm em nha mấy chị nha. Ghi liềm em mã A2 dùm em. Cái này là set 34 dùm em, 99 ngàn có sỉ dùm em. Chốt nhanh dùm em ha. Ghi liềm em mấy chị nè. Chốt nhanh dùm em ha. Set 34 dùm em, 99 ngàn có sỉ dùm chà. Cái này hãy có cho mấy chị được 5 set. Còn mới luôn ra hết giờ rồi lấy luôn còn mà. 5 set nha mấy chị nha. Chốt em mã A2 dùm cho em nè mấy chị. Ghi em mã A2 dùm em, 99 ngàn có sỉ dùm chà. Hãy được cho mấy chị được 5 set thôi nha. Đó là chốt nhanh dùm em. Ghi em mã A2 dùm em. À, 99 ngàn cho Kiều Diệm. Trời ơi, đã chưa. Rồi, kim em mã A3 dùm em. 3 xét cho Phương Phương Tròn. Mấy chị. Hết mã số 31 mấy chị nhỉ. Tự luôn, em con ngồi đó còn không em. Mấy là hạn ngồi đó con còn cái này không. Nhìn cái mấy. Mấy chị, A3 dùm em, chị Phương Phương Tròn lấy mấy cái áo này đi. Trời ơi. Nhất là mấy bạn nào mà ở cánh ngồi mà dạng như là mấy cánh thành phố hay mang mấy cái áo này lắm luôn á. Đi làm sướng nè. Mấy chị yêu nha. Mấy chị mặc cái kiểu đơn giản á mấy chị. Mặc cái quần sọc rinh nè. Mặc với cái áo thun nè. Thường thường mấy chị rất là hay mua mấy cái hàng này luôn. Đi vô Zara nè, HM nè. Đi mua mấy cái áo phông này là 300 mấy ngàn một con đó. Nhưng mấy chị yêu nha. Kèm túi như thế nào cho mình nè mấy chị. Kèm túi như thế này nha, mà chỉ có 69 ngàn luôn. Em bao rẻ cho mấy chị tầm khoảng là được 100 ngàn nha mấy chị nha. Nếu mà các bạn bán hàng tuần như thế này á, người ta đã bán mấy chị là 160, 170 một cái áo rồi nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liềm em nha mấy chị nha. Chốt liềm em, mã này là mã A3 dùm em. A3 dùm cho Hải nha mấy chị nha. 69 ngàn dùm em nha mấy chị nha. Chắc của nó đã lắm mấy chị. A3, 69 ngàn cho Nguyễn Thủy ba con. Rồi ghi dùm em mã A3 dùm em ha. Ghi dùm em mã A3 dùm em. 69 ngàn dùm em nha mấy chịu nha. A3 69 ngàn thôi nha. Chốt chạy mã A3 nha mấy chịu nha. Kim em mã A3 69 ngàn màu vàng nè mấy chị nè. Chắc rất là đã luôn nha mấy chịu nha. Nhìn hàng hồ em nè mấy chị nè. Cái liềm em mã A3 dùm em. 69 ngàn A3 nha mấy chịu nha. Đây cái này như là đây là cái 3 món còn nha. Đây xếp 34 còn mấy chị, lấy đi mấy chị. Ghi em mã A mấy quên rồi. A2 xếp 34 còn nè mấy chị nè. Ôi xếp này đẹp quá. Giờ lấy áo phông vàng 69 ngàn lên mà A3 với em mấy chị ạ. A3 69 ngàn cho Lâm Thái ba con. Đây mấy chị ơi, đây nha. Cái set 34 này lấy đi 99 ngàn siêu rẻ luôn. A3 69 ngàn cho Diễm Tròn. Chị nào lúc nãy không chốt được thì chốt lại cho Hải nha. A3 69 ngàn cho Phương Phương Tròn. A3 69 ngàn cho Kim Lý Trần Thị. Lâm Thái có rồi chị nhỉ. A3 hai con cho Diễm Trịnh. À Diễm. Để cho Lê rốt hai cái giùm em. A3 hai cái cho Diễm Trịnh. Đây xếp 34 này A2 này mấy chị. A3 69 ngàn cho Ngọc Bảo Trân. Cái này là A2 giùm em ha. Cái này là xếp 34 giùm em. A3 69 ngàn cho Phạm Đinh đi. Áo này đẹp mấy chị ơi, cái set 34 này đẹp quá trời đẹp luôn nè. A3 69 ngàn cho Yumi. Rồi cái này cứ ăn toàn đủ đơn cho 100 ngàn để thứ năm anh em đi đơn luôn mấy chị nhở. A3 69 ngàn cho Hà Quyền. Giờ lấy A2 99 ngàn lên mà A2 99 giúp em. Rồi ghi mã A2 giùm em. Rồi ghi mã A2 nha, 99 ngàn chờ lúc nãy không chốt được kịp mà chốt mình cho Hải nha. Ghi em mã A2 dùm em, 99 ngàn dùm em. A2 nha mấy triệu nha. Chúc em mã A2 99 ngàn dùm cho Hải nha. Set này siêu siêu đẹp luôn. Đẹp lắm.
Chị nào chưa nghe bên em đồng mã A2 lên lại mã A2 với em 99.000 bây giờ. Rồi cái này là mỗi mã có một con. À một 99.000 với quyền gì? Cái này là có một con nha, 95.000. Ghi giùm em mã 95.000 có một con duy nhất luôn. Một con duy nhất 95.000 có sỉ một con duy nhất trong kho hết rồi nha mấy chị ơi nha. Và bao giá cho mấy chị con này luôn, không ở đâu có nha mấy chị ơi nha. Rồi cái này chốt liền em mã 95.000 một con duy nhất. À 99.000 thanh đảo. Thôi cho mấy chị 55kg đổ lạnh em ok nè. Chốt em mã 95 giùm em nè. Một con duy nhất nha mấy chị yêu ơi. Rồi ghi liền em mới chịu nha, 95.000 chúc em mã áo 95. Rồi nguyên set như thế này em bán cho mấy chị 79.000. Ghi liền em mã 79.000. Em có cho mấy chị được 3 set. Ai chứ lúc nãy cho kêu Diễm. Em này mấy chị nè, Diễm có rồi đúng 79.000 có sỉ nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mã set caro 79.000. Ai 99 cho Linh Tròn nè. Con này mà chị nào bấm nhanh thì có nhưng mới chịu nha, bấm chậm là không có luôn á. Tại vì em có 3 set thôi mà 79.000. Hàng này nếu à, mà em không bông tay ngàn cho Nguyễn Thủy 2 set. Là hàng em bán giá là 115.000 đó mấy chị. Nhưng mới chịu nha. Mà có 3 set thôi 79.000. Cái giùm em mã. À 99 cho Trần Thành Ngọc lên. Giùm em mã set caro 55kg đổi lạnh em ok. 79.000 được 2 set nha mấy chị. 2 set duy nhất nha. Rồi đây cũng có được 2 set nè mấy chị. Cái này đẹp quá trời đẹp luôn. 95 chứ chị Lâm Thái. Nè mấy chị. Rồi 89.000 nè mấy chị nè. Con này úp hình rồi nha. Cái này có hai màu, màu kem và màu nâu. Chờ lấy màu gì của mình màu đó dùm em. Kem nâu dùm có em. Có rô bà chính cho Nguyễn Mai. Trời ơi. Có rô bà chính ngàn cho Thu Hà 865. 89.000 có sỉ dùm em. Chị nào lấy set kem thì ghi set kem, chờ lấy set nâu ghi set nâu dùm em. 89.000 có sỉ nha. Mấy chị cứ nghĩ đi, 89.000 mua được cái set này. Mấy chị ơi, nhập về không có giá này đâu mấy chị. Em ôm sale đó mấy chị. Nha mấy chịu nha. Hãy có đúng cho mấy chị mỗi thứ một set nè. Màu nâu và màu kem nha mấy chịu nha. Còn một set cuối cùng luôn. Chờ lấy kem chốt kem, chờ lấy nâu chốt nâu dùm em. 89.000 có sỉ dùm em. Phone 55kg đổ lạnh em ok. Cái này em nói mấy chị mặc áo riêng không đã nhức nách rồi đó mấy chị. Nhưng mới chịu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em nè. Màu kem và màu nâu dùng cho em ha. Mỗi thứ có một set duy nhất thôi. 89.000 có sỉ dùng cho Hải nha. Áo crop top này mấy chị. Chạy cho mấy chị ở đây nè. Nó có cái khung ở đây nha mấy chịu nha. Kèm cho mình quần này mấy chị. Cái liền em ha. Màu kem và màu nâu dùm em. 89.000 mỗi thứ có một set duy nhất. Mỗi thứ có một set duy nhất. Cái tâm cái này hai màu chứ gì Nguyễn Thủy. Rồi cái này ghi dùm em nè mấy chị nè. 95.000 có sỉ cho em mà áo hồng dùm em. Hồng nha mấy chịu nha. Hồng này là 40 mấy con hết sạch luôn. Em còn cho mấy chị 3 con cuối cùng, 3 con duy nhất luôn. Và cũng không bao giờ có giá siêu như thế này nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mã hồng 95.000. Phôm 55kg đổ lạnh em ok. Chốt em mã hồng dùm cho em nè mấy chị. Hồng dùm cho em ha. Hồng dùm em có 3 con thôi. Chịu lấy hồng rồi chốt hồng dùm em. 95.000 dùm em. 95.000 ha, chốt nhanh dùm em nè mấy chị. Hết mã 89 rồi mấy chị ạ, lên mã hồng 95.000 vô em ạ. Kim em mã hồng 95.000 dùm em. Hồng 95.000 cho Trịnh Văn Khánh. Và mấy chị để sẵn bàn phím hồng nha. Hồng 95 cho Hồ Thị Lệ Thu. Để sẵn bàn phím nha, em chia cho mấy chị con này nè. 79.000, chốt em mã 79.000 dùm em. Hồng 95 cho chị ạ. Ê, cái này dễ thương nè. Nguyễn Mai 90, à quên 79.000 mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mã áo 79.000 dùm em nè. Mấy chị này lấy con này đi, em tặng cho mấy chị 79.000, nó không có lời lãi gì luôn nha mấy chị ơi nha. Vì sao có nhiều bạn vô hỏi nhắn tin Hải ơi, à cái này em bán 79.000 không có vô út nha. Sỉ bao nhiêu mấy không chị? Không hết rồi, em lấy được thì. Em nói sỉ bên em là giảm 10 đó chị. Ôi giảm gì mà ít vậy em, chắc em hốt ở ngoài chợ vô quá mấy chị. Nha mấy chị ơi nha, mấy chị phải biết là em bán lẻ ra nó rẻ nên sỉ em giảm lại còn 10.000. Nhưng mà em chắc chắn luôn mấy chị lấy sỉ vô nhà em, mấy chị cũng đã rẻ rồi đó mấy chị. Nha mấy chị ơi nha. Em sỉ em lấy được 2.000, 1.000 thì làm sao mà em giảm cho mấy chị được nha mấy chị ơi nha. Nên mấy chị thông cảm nha mấy chị ơi nha. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị ơi nha. Chốt liền em mã mấy chị. Lên mã 79 với em nha. Ghi em mã áo giùm em ha. 79.000 giùm em, áo đó đẹp lắm mấy chị. Áo 79 cho Mai Mai 2 con. Ghi em mã áo giùm em ha. 79.000 giùm em. Áo 79 giùm cho Hải nha mấy chị ơi nha. Ghi em mã áo 79 cho Nguyễn Mai. Một cái này khác nữa. Giờ lấy áo 79 cho mã 79 cho em. Áo 79 cho Nguyễn Thủy. Thái Phương Thảo Nguyễn nha. Rồi cái này áo 79 cho Kim Lý Trần Thị. 89.000 có sỉ giùm em nè. Chốt liền em mã số 10 giùm em. Con này đẹp mấy chị. Áo 79 cho Nhi Nhi. Rồi cái này ghi áo 79 cho Trần Thị Tú Trinh.
Giờ lấy áo 79 luôn bạn, áo 79 với em luôn chị nhỉ. Rồi cái này ghi em mã số 10 giùm em ha. 79 ngàn, có, à, 89 ngàn có tỷ giùm em nè. Chốt liền cho em 50 triệu nha. Áo 79 ngàn cho nương luôn. Đẹp chưa? Mã 10 giùm em ha, tay bồng. Tay mà to bằng cái phần áo này của em luôn nè. Mã 10 giùm em ha, 89 ngàn có tỷ giùm em. Dạ. Dạ rồi, ok anh lưới em bọc cùng đưa nó đem báo khách lên ạ. Tinh Vương. Rồi mã 11 dùm cho em dạ. Nè mấy chị. Mã 11 này em bán tặng cho mấy chị 79 ngàn có sỉ. Mã 10 bao nhiêu luôn. Mã 10 89 ngàn. Áo 79 ngàn cho chị Thu Hoa, áo 79 ngàn cho Nương Lương á. Giờ lên mã 10, lên mã 10 cho em 89 ngàn ạ. Rồi cái này ghi em mã set caro. Mã số 10 89 ngàn cho Yến Tròn. Set caro 79 ngàn ha. Cái set này em bao luôn cho mấy chị luôn, về bán sốt luôn nha mấy chị nha. Hàng đẹp nha mấy chị nha, chứ không phải là em bán 79 ngàn là cái hàng mà dạng như là về mặt không được này kia. Mấy chị em bao cho mấy chị cái set này luôn nha, không phải hàng mấy chị đi nhập giá 101-102 ngàn chịu gì em cũng chịu. Số 10 89 ngàn cho Long Thái. Em bán cho mấy chị 79 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt thì dùm em, ghi em mã 11 dùm em 79 ngàn. Em có cho mấy chị 3 set duy nhất thôi mấy chị, 79 ngàn. Số 10 89 ngàn cho Trần Thị Tú Trinh. Cái này ghi liền em nè mấy chị ơi lấy sỉ thì phải. Số 10 này 89 ngàn mấy chị ạ. Lấy sỉ thì phải chọn đều đều. Số 10 89 ngàn cho Mỹ Hạnh. Chứ lấy sỉ mà chọn 3 ngày mà không được 10 cái thì bên em được 30 cái, bên em không tính sỉ nha mấy chị nha. Lưu số 10 89 ngàn cho Phương Phương Tròn. Mày mày lấy chiếc không mày mày. Lấy chiếc không 75 ngàn nè, đẹp lắm luôn ấy, thề luôn ấy. Trong cái dòng chiếc em về thấy chiếc này nè mấy chị, nhìn đã lắm luôn ấy. Có đi gọi gì Nguyễn Thị Khỏe đi em trước cái chị ơi. 75 ngàn à mấy chị, chờ lấy mã chiếc 11, 79 ngàn cho Út Út. Rồi chiếc này bạn bán có tin hot girl bán 280 ngàn một hộp đó. Đây nè, 280 ngàn một hộp nha, em bán cho mấy chị nè. Chị Nhi Nhi ơi, trong ngày nay và ngày mai chọn đủ sản phẩm em mới tính sỉ chị được hả chị ha. Đây này, còn không chị thì vẫn tính giá lẻ thôi chị ạ. Chứ em thấy chọn chọn thấy một like chị chọn được một cái sao sỉ được chị ơi. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Sắc caro 79 ngàn cho Lê Thị Hồng Nhân. 75 ngàn. 79 ngàn cho Thùy Nguyễn. Chiếc 75 ngàn dùm em một hộp 5 cái như thế này. Mấy chị lấy chiếc này về mang đi thật sự luôn. Nó đẹp mấy chị. Em là cái con mà nghiện nguồn chiếc đó mấy chị. Mấy chị thấy nguồn chiếc nào mà mấy bạn hot girl bán 250, 280 là em về cho mấy chị không à. Nhưng mấy chịu nha. Mà giá của em là có giá mấy chục ngàn thôi. Nhưng mấy chịu nha. Em bán mấy chị 75 ngàn á. Hồi nãy bạn đi nhập à. Đi nhập nó tính theo hộp là phải giá là 160, 170 ngàn một hộp nha. Em bán mấy chị luôn 75 ngàn một hộp. Nói chung là em lấy xài nên là em về luôn cho mấy chị luôn á. Nhưng mấy chịu nha. 75 ngàn một set 5 cái mặc rất là sướng. Chiếc này 75 mấy chị ạ. Em mong lắm luôn đó, đã lắm luôn. Sao nha. Chiếc 75 cho Nguyễn nào. Chiếc chút một chiếc giùm em ha. Kim em mà set chiếc giùm cho mấy chị. Và tiếp cho mấy chị áo nha. Mã 11 79 hết rồi mấy chị ạ. Lên mã chiếc 75 với em 7. Chiếc 75 với Phụng không? Đây cái màu này là màu mấy chị hỏi em nhiều lắm luôn nè. Thầy ơi có việc cái màu mà xám xám mà. Chiếc 75 cho Sương Makeup. Đây này mấy chị nè. Áo xám giùm em 69 ngàn có sỉ giùm em nè. Co giãn nè mấy chị. Coi vậy. Cái 75 cho An Dương. Rồi cái này ghi liền em. Cố gắng chọn đủ đơn trên 100 ngày thì thứ năm em đi đơn luôn mấy chị nhỉ. Đây mấy chị. Chiếc 75 cho Bảo Ngọc. Đẹp chưa? Siêu đẹp chưa? Rồi cái này ghi liền em ha mấy chị nha. Chúc em mã xám giùm em. Cái này 75 cho Hồ Thị Lệ Thu. Xám giùm cho Hải nha. Chiếc 75 cho Vy Lê. Thấy trang hình mà không thấy lên mã chị ơi. Trời ơi, đã lắm mấy chị ơi, mấy cái phôm áo. Chiếc 75 cho Diễm Tròn. Mã 10 hết rồi trang hình ha. Ghi em mã xám giùm em. Chiếc 75 cho Phương Thảo. Rồi cái này ghi liền em mã xám giùm cho em ha. Giá là 69 ngàn áo Zara. 6692 cái cho Nguyễn Thủy. Chủ hàng luôn đó mấy chị, không nó điêu đâu mấy chị nha. 6692 cho Trần Thị Tú Trinh. 69 ngàn, đẹp lắm. Rồi tiếp cho mấy chị nha. Em có này lúc đó mình kêu. Mình kêu hết. 2695 cho Nguyễn Thiều My. Rồi cái này em có size M đó mấy chị. Cái này em có size M nha. 6692 con cho Phương Phương Trần. Rồi cái này em có size M giùm em. Sỉ cọc 1 triệu nha mấy chị yêu nha. 6692 cho Diễm Trần. Mấy chị chọn chốt trên 30 sản phẩm trong vòng 6 like giùm em nha mấy chị yêu nha. Chứ nhà em không 6692 cho Hành Mỹ Chiêu. Chốt ít nha mấy chị yêu nha. Tại vì nhà em like một tuần đi đơn có 2 lần thôi. Nên là mấy chị sỉ mấy chị cố gắng chọn đủ bill giùm em nha. Rồi cái này ghi liền em mấy chị, set 145 ngàn có sỉ giùm em. Mai Thủy sỉ thì phải chọn cho em và phải cọc với em 1 triệu chứ mới cọc 200 chị ha. Cọc thêm với em được tính sỉ ạ. Rồi cái này ghi liền em. 669 cho Vương Dung. Áo trắng ra ra bỏ cho em cái anh ơi. 669 cho Bảo An. Đây mấy chị, set size M giùm em, đẹp lắm. Chị Nương Lưu em cho chị áo 79 đó chị. Nhà em mấy chị ơi không có nhầm mẫu đâu mấy chị.
nha. Rồi cái này ghi em mở set 145.000 size M. Ba set kiếp 75 cho bạn Ngọc Nguyễn. Cái này mấy chị Nguyễn Kiều My có rồi chị nha. Trời ơi, chị bảo Nguyễn Kiều mà bán được mấy cái hàng này cao, chị lấy set kiếp đó 10 set đi, đừng lấy một set 3 set em nói thật luôn ấy. Về xong chị mặc thử đi có bị nghiện không luôn ấy. Vải nó đã lắm luôn, siêu đã luôn ấy. Cái vải của nó kiểu giống như là nó êm mông á mấy chị. Êm mông lắm luôn ấy, nha mấy chị nha. Kiểu như mặc mà không có để cái lằn á, nha mấy chị nha. Rồi sao sao chính lúc nãy chứ chị Kim set 145.000 có sẵn rồi. Cái này em còn 3 set này, cái này còn không rồi. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị nha. Em nói thật, không phải là em nói để cho mấy chị mua đâu. Nhưng mà set chip nó là set 145 chứ Nguyễn Thị. Mấy chị để ý đi, cái nào mà set chip mà hàng hot girl mà bán 200 mấy ngàn là em đều về cho mấy chị luôn ấy. Tại vì em rất là thích mấy cái hàng chip đó mấy chị, mẫu mới không à. Mẫu mới mà hàng đẹp không ấy. Set 145 lên giúp em ạ. Chị Nguyễn thì khỏe cho lấy set 145 đúng không chị ơi? Rồi em lên áo. Số 145 cho gì à? Nguyễn thì khỏe, số 145 cho Ngư xong. Rồi tiếp em lên áo cho mấy chị tiếp nha mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mã áo hồng giùm em, hồng nhạt nha. 69.000, chúc em mã hồng nhạt 69.000 giùm em nè. Đẹp chưa? Chắc này là form nó ôm mà nó đẹp lắm luôn nha. Đây nè mấy chị. Nhìn hàng giùm em nè mấy chị nè. Co giãn cho mình. Cái form này mặc nó ôm nó đẹp mấy chị, đây nè. Mình mặc mấy chị nhìn nè. Đó, nên là mấy chị 58, 56 cái này mấy chị mang ok giùm cho Hải luôn. Form rất là đã nha mấy chịu nha. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em mã áo giùm cho em. Áo nha mấy chịu nha. 69.000 màu hồng nhạt giùm em nha mấy chị nha. Rồi cái này chiều lấy thì chốt liền em mã hồng nhạt giùm em. 69.000 có sỉ giùm em. 145 chứ ngân thu. Hàng này mấy chị cứ ra ngồi là cứ là hàng 200 mấy, 300 mấy ngàn một set thôi. Nha. Rồi ghi liền em này mấy chị. Set chip 75 chứ Diu My. Không, cái này sẽ ép được. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt liền em mã hồng giùm em. Hồng nha mấy chị nha. Chốt em mã hồng giùm cho Hải. Set chip 75 cho Hà Lưu. Hồng nhạt nha mấy chị nha. Giá là 69.000 giùm em nè. Số chiếc bây giờ cho Thanh Nga. Con áo này đẹp lắm. Cố gắng chọn đủ đơn trên trong này để thứ năm anh em đi đơn luôn. Bây giờ cái này nhẹ vô xuống rồi. Và ghi liền em mã hồng nhạt cho hả? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Lớn sọc đi. Lớn sọc không cho anh Vương. Ngồi xuống. Rồi ghi liền em mã hồng dùm em. Áo hồng dùm cho Hải nha. Ghi em mã hồng dùm em nè mấy chị. Giá là 69.000 hát mồi nha mấy chị nha. Kèm túi cho mình luôn. Đẹp chưa? Hồng 69.000 hai cô chung. Rồi ghi liền em mã hồng dùm em. Hồng nha. Rồi con này em chưa đăng thôi mà em like luôn cho mấy chị luôn nha. Hồng 69 lên giúp em à, hồng 69 cho Nguyễn Thủy hai con. Đây mấy chị. Hồng nhạc 69.000 cho Mỹ Hạnh 710. Cái áo mà vừa làm áo khoác. Áo 69 ba cái cho Long Thái. Vừa làm áo kiểu, vừa làm khoác này kia được luôn nha mấy chị nha. Em cảm ơn chị Liên Hoàng nha. Đây em hồng 69 cho Như Nguyễn, cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 với em luôn. Bây giờ để thứ năm bên em đi đơn à. Rồi con này em bán tặng mấy chị luôn ha, xây mờ cho chị. Hồng nhạc 69 cho Phương, Phương okay, chọn. Ok chị Ngân Thu, em có xây mờ thôi, nó có xây S em chưa có lên á. Ngân Thu không có xây mờ nghe. À không có xây mờ à, hết rồi đúng không? Dạ xíu đi. Hồng nhạc 69 cho Trần Thị Tú Trân. Phát đi mấy chị. Hồng nhạc 69 cho Hoàng Mới. Áo này đẹp chưa? Áo này em bán chi ăn cho mấy chị luôn nha. Nghe giá nha. Em hồng nhạc 69 cho Duyên Trần. Em nhập vô giá là 95.000 nha mấy chịu nha. Rồi em tặng luôn mấy chị luôn ha. Hồng xin Mỹ Hạnh có rồi ạ. 96.000 giùm em. Chúc em mã 96 giùm em. Ghi em mã 96 mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt liền em mã này là mã khoác trắng giùm em. 96.000 giùm em ha. Cái này là bán tặng nha mấy chị nha. Ghi liền em mã hồng nhạc 69.000 giùm em. Cái này là vừa bán vừa tặng vừa tri ăn luôn đó mấy chị nha. Chắc của nó rất là đẹp luôn mấy chị nè. Chắc đẹp nha mấy chị nha. Nhìn cái vải này nè, xíu em trả hình cái này sao cho mấy chị ha. Cái này em chưa đăng hình á, tại vì em nghĩ không có khách hàng về á nha mấy chị nha. Mẫu này sao em về lại sớm á, nên là em xe luôn cho mấy chị luôn. Ok chị Mai Thủy chọn đủ đơn với em luôn chị ha, để rồi em tính sĩ á. Rồi cái này mình còn, cái này là còn nè. Này em rình vừa có rồi. Rồi cái này liên dùm em nè mấy chị nè. Xây mồi dùm em 145.000. Rồi cái này ghi liền em mẫu 6 ba con cho chị ạ. Bà ông Nguyễn đó, có ba con mấy chị ạ. Ok, đưa ra luôn đó. Đó rồi, đúng rồi. Rồi cái này ghi liền em mã 145 giùm em. Quá trắng 96 cho mời mời. Đây mấy chị ơi, 145.000.
Set 145 size M. Set 145 size M nha. Ghi em mã set 145 size M giùm em. Cái này đẹp quá. Này nó đẹp lắm mấy chị ơi. Đây nè. Không em có đâu có bỏ cho chị size S đâu. Nãy em like size M không ấy. Em chưa có like size S. Đây cái này size M nha. 145.000 size M giùm em. Cái này em like size M hết đó mấy chị, em về size M không à. Size S em về rất là ít luôn, size S em về được à, mã có 2-3 con thôi nên em chưa có like size S đó. Nha mấy chị nha. Và cái này ghi liền em mã set giùm em 145.000 giùm em. Chúc em mã set 145 size M nha. 145 size M nha, em có được cho mấy chị được 5 set nè. 145.000 size M giùm em. Rồi cái này là áo khoác nè mấy chị nè. Đây áo khoác giùm em nè. Khoác này là 125.000 nè, chờ lấy khoác chút khoác giùm em. Khoác 125 cho bé gì hai cái bên rồi. Cho bé. Xếp 145 cho Nguyễn Thị. Nguyễn Quỳnh Như. Nguyễn Quỳnh Như. Đây mấy chị, đẹp chưa? Khoác giùm em 125.000. Cái này buổi chiều em lại từ từ nha mấy chị ơi nha, đợi xíu mấy chị ơi. Rồi kim em mở khoác giùm em, khoác bò giùm em. Xếp 145 cho Bảo Ngọc Nguyễn. Kim em mở khoác 125. Khoác 125 cho hả mấy chị ơi. Rồi set 34 này em còn được mấy set à? Set 34 này còn được 3 set nè, chèo lấy thì chốt giùm em nè. Áo khoác 69 cho Mai Thủy. Cái này là 96 cho Mai Thủy. Cái này là 99.000 có sỉ giùm em nè mấy chị. Cái này chị lấy cho em mặc set 34, cái này là áo riêng nha, cái áo ghi lê riêng luôn mấy chị. Đây nè. Khoác 125 cho Hậu Nguyễn. Set khoác 125 cho Nguyễn Thị. Cái này là ghi lê nó riêng ra ngồi luôn nha mấy chị nha. Nó chứ không phải là nó chung vô luôn. Cái này mấy chị tách riêng ra mặt nha mấy chị nha. Set 34 giùm em ha. 99.000 có sỉ giùm em. Khoác 125 cho chị ạ. Bảo Ngọc. Màu reo rồi tối còn em. Màu reo lúc sáng còn. Có khoác đen nè. Màu đó lúc còn. Rồi cái này ghi em mà set 34 giùm em chị. Set 34 cho Hải nha, 99.000 giùm em. Có rồi chị nha, khoác 125 cho Nga Huỳnh. Set 34 này lúc nãy em có like rồi á, mà em còn được 2-3 set. Có 125 cho Ivana, có 125 chốt có Bảo Ngọc Nguyễn ha. Rồi ghi liền em mà set 34 giùm em ha. Đây cái áo hồng nè, còn 4 con cuối cùng là 95.000 cho chị nè. Rồi ghi em mã hồng 95.000 giùm em. Cái này có được 4 con cuối cùng á, chị nào lúc tối mà chưa xem like bị kỹ á thì mấy chị lấy đi, tại vì cái này em về nhiều á. Riêng cái màu hồng này em về như là số lượng gấp 3 gấp 4 lần á nha mấy chị nha. Nên là còn cho mấy chị được 5 con cuối cùng ấy. 95.000 có sỉ cho em mã hồng giùm em. Dạ hồng giùm em ha. Số 34 trên 9.000 Ivana. Đẹp chưa? Cái này ghi em mã dạ hồng giùm em ha. Nãy em lại còn. Gì? Bảo số 34 đi. Đây nè mấy chị nè, dạ hồng giùm em nha. 95.000 có sỉ giùm em, 55kg đổ lạnh em ok giùm em. Cái dạ hồng này em về nhiều lắm luôn á, nên là mà giờ còn được 3 con, 4 con cuối cùng đó mấy chị. Đẹp lắm, siêu đẹp luôn nha mấy chị nha. Số 99.000 cho Mai Thủy. Nha mấy chị nha, 95.000 giùm em. Dạ hồng 95.000 giùm chị. Kim em mã dạ hồng 95.000. Set 34 đó chị nào không lấy là sai lầm luôn á, đẹp lắm. Con áo 69.000, con áo huyền học thì con áo mà phải gọi là giờ mà ai mà xem nữa là em lấy nữa đó mấy chị, tại vì nó đẹp nha. Dạ hồng 95.000 cho Như Nguyễn. Đây nè mấy chị. Dạ ok chị nha. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Chốt liền em mà áo giùm em 69.000 nè. 69.000 có sỉ nha, hàng hồng 95 cho Kim Lý Trần Thị. Nhưng mới chịu nha. Đây nè. Hồng 95.000 cho Nhi Nhi. Hàng này bạn báo là hàng Việt Nam xuất khẩu á mấy chị. Người ta sẽ đẳng cho mấy chị giá là 220.000, 320.000 một cái nha mấy chị nha. Hồng 95 cho Bảo Ngọc Nguyễn hết mà giờ hồng à. 69.000 có sỉ. Chúc em mà áo 69.000 có sỉ giùm em. Tay là tay bồng nha. Con này em có mặc một lần rồi đó mấy chị. Nhưng mới chịu nha. Kim em mà áo 69.000 giùm em. Phải có cho mấy chị 4 con cuối cùng nha. Cái này mà giờ mà con nào sale là em cũng bán chiếc về cho mấy chị luôn á, tại vì nó rất là đẹp.
69.000 lên giúp em chị nào lấy áo 69 lên mà áo 69 khỏi bị nhầm mẫu cái gì ạ? Áo 69 cho Kim lấy Trần Thị. Kèm luôn áo 69.000 lên giúp em nha. Rồi cái này là nguyên set caro dùng cho áo 69 vô thì là thu. Rồi cái này gà nút lại cho Hải ha. Đây nó còn một nút nữa này mấy chị nè. Nguyên một set luôn. Áo 69 cho Nguyễn Phương Hàm. Chân vái cho Hải nè mấy chị nè. Chân vái có quần bên áo trong. Áo xin cho Đỗ Thị Hạnh. Đây, chân vái có quần bên trong nha. Trong nó có mấy chị một cái khuy kéo ở đây nè, một cái khuy giật nút ở đây nha mấy chị nha. 55kg đổ lạnh em ok dùm em. Quy set như thế này 79.000 có sỉ nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt em mà set caro 79.000 có sỉ dùm em. Em có cho mấy chị được 3 set nha mấy chị nha. Cái gì em mà set caro dùng chải nè mấy chị nè. 79.000 có sỉ mà chắc rất là đẹp nha mấy chị nha. Cái này phải gọi là ôm xe khủng luôn đó mấy chị nha, mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mà set caro dùm em. Một cái chân váy caro như thế này mình ra ngoài mình thường mình mua đã giá là 125.000 một cái vì mình áo 69 hết rồi mấy chị ạ. Nha mấy chị nha. Đây là nó cho mình nguyên một set luôn mà chỉ có 79.000. Siêu rẻ. Set caro 79.000 cho Trương Lệ Xuân. Set caro dùm em ha. 79.000 dùm lại. Đây áo khoác đây mấy chị ơi. Khoác này còn được 3 con. Khoác reo này như ý phạt lấy nè. Khoác reo dùm em nè, 125.000 được 3 con nè. Reo dùm cho em nè. Sao caro 79.000 cho Nguyễn Thủy. Rồi cái này màu reo ha. Reo dùm cho Hải nè, 125.000 dùm em nè. Kim em mở khoác reo 125 dùm em. Caro 79.000 cho Baby Ly. 3 con nha, khoác reo dùm em. Caro 79.000 cho Lâm Thái. Rồi cái này kim em mở khoác reo dùm em nè mấy chị. Khoác reo dùm cho Hải nha. Khoác reo mấy chị ơi. 125.000. Giá hôm nay buồn. Reo 125 lên giúp em ạ. Rồi 2 con 95.000 nè mấy chị. 2 con duy nhất luôn 95.000. Khoác reo 125 cho Yến Như Phạm. Trời ơi màu đẹp quá. Màu đẹp hoặc sự luôn. 95.000 chúc em mặc áo 95. Áo dạ kẻ 95.000 dùm em. Trời ơi mấy chị ơi. Dạ kẻ dùm em nha. 95.000 đẹp nhất nách con này luôn mấy chị. Nha mấy chị nha. Về shop là phải hàng 130-140 nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền dùm em. Trời lắm khóc em 125 đó bà. Khóc em 125 với em chị nhỉ. Em được ôm sale á. Rồi tiếp mấy chị xếp caro em cho dạ xanh chứ 5.000 chứ gì giờ Nguyễn Thủy. Rồi xếp caro dùm em. Cái này ghi liền em mã vest đi mấy chị. Ghi em mã xếp vest cho khỏi nhầm ha. Xếp vest dùm em nè 79.000 có sỉ dùm em nè. Mấy chị lấy nhanh cái xếp này nha. Xếp này phải gọi là em ôm theo được luôn. Có 125 cho Nguyễn Mai. Nguyên cái hàng mà 79.000 này là em ôm được cho mấy chị. Chắc cũng phải là sỉ được phải hơn. Dạ 95 cho Lâm Thái. 79.000 có sỉ dùm em nè. Xếp vest dùm em ha. 79.000 ôm này mấy chị nè. 60kg đổ lạnh em ok. Tối nay có hàng to bao về mấy chị ơi. Nhiều hàng lắm luôn. Tối nay nha. Tối nay cũng nhiều hàng lắm luôn á. Siêu nhiều luôn. Và ghi liền em mà xếp dùm em 79.000 dùm em. Xếp vé dùm cho Hải nha. 55-56kg em ok dùm em. Chốt em mà xếp caro dùm em. Xếp caro này có 3 xếp thôi mấy chị. 3 xếp cho Hải nha. Chờ lấy đi chốt đi dùm em. Ghiêm cho em mã ha. Nè màu này ngọt nè mấy chị. Lên mã set caro với em 79 à. Ừ 79.000 dùm em. Nè mấy chị ơi. Chị à chị gì quên rồi. Chị bảo bà Nguyễn còn xem không. Set nè. Tay nè. Tay đẹp không mấy chị. Set với caro 79.000 cho Nguyễn Thị Khỏe. Mấy chị. Set 79.000 cho Mai Thủy. 145.000. Mình mua được à. Mình mua được à nguyên set luôn 145.000. Đó nha mấy chị nha. Sỉ còn 135. Sếp 79.000 cho Thanh Huyền. Quá trời rẻ luôn. Đây nè mấy chị nè. Sỉ 135 ha. Chờ lấy thì chốt đi dùm em nè. Nguyên một set nha mấy chị nha. Chờ lấy thì chốt đi dùm em. Ghi liền em mà set dùm em. Ủa sếp 18.8 mà chị sẽ la lên với em nè mấy chị. Sếp này là size M nha mấy chị nha. Size M dùm em nè mấy chị. Màu nè mấy chị nè. Màu của nó là màu già mà hồng nhà nó như thế này nè. 145.000 chốt liền em ha. Ghi liền em mã 145 dùm em. Chúc em mã set 145 xây mồi cho Hải nha. 55kg đổ lạnh em ok dùm em. Chúc em mã set 145.000 dùm em. Set 145 nha. Màu này Hải chưa có like nha mấy chị nha. Màu này là chưa hề like luôn. Rất là đẹp mấy chị. Ghi liền em ha. Một cái này mình like chưa. Màu hồng nhạt này chưa like đúng không. Set 145 lên giúp em mấy chị nha. Giờ lấy cái liền mã set 145 giúp em ạ. Ghi em mã set 145 dùm cho em. Rồi cái này là áo nha. 69.000 dùm cho em. Set 145 chứ Bùi Nhông, Bùi Nhông. Cái này là áo dùm cho em 100 mấy thôi mà. À quên, 69.000. Số 145 cho chị Black Round. Thật sự luôn mấy chị ơi.
Rồi cái này ghi liền em nha, mấy triệu nha. 69 ngàn này, chốt liền em mà áo 69 ngàn dùm em. Mấy chị ơi từ từ nha, mấy chị ơi nha, em la từ từ nha, em có la theo yêu cầu mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em ha, chốt liền em mà áo dùm em, 69 ngàn dùm chải nè. Ghi em mà áo 69 ngàn dùm em nè. Tích cho chị Mai Thúy. Rồi ghi liền em mà áo 69 ngàn. Kim em mà áo 69 ngàn dùm em. Kim em mà áo 69 ngàn cho Mai Thủy. Kim em mà áo 69 ngàn cho lại nha. Mấy chị để lại cho mấy chị cái quần bung bên này. Giờ lấy áo 69 ngàn, áo 69 ngàn cho em đi ạ. Ủa sao cái này nó là ép ta. Áo 69 ngàn rồi vi phạm. Áo 69 ngàn cho bà con cho Lâm Thái. Thái lấy quần rinh hơn em nè, 79 ngàn có xỉ nè. Áo rinh cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Cái quần rinh mà 79 ngàn có xỉ, cứ nghĩ đi mấy chị ơi, siêu rẻ luôn á, thật sự rất là rẻ nha. Áo 69 cho Diễm Trịnh hai con. Cái này ghim em ẩn ngố kèm size SML dùm em, đảm bảo luôn. Áo 69 cho Kim Lý Trần Thị. Hàng H2 nha mấy chị ơi nha, đây nè. Áo 69 cho chị ạ. Đẹp chưa? Số 15 Mai Thủy có rồi chị nha, Mai Thủy có rồi ạ. Áo 69 cho Vy Lê. Theo nè mấy chị nè. Áo 69 cho Phương Phương Trần. Rồi cái này ghi em mã ngố kèm size dùm em, SML dùm em. Ngố kèm size 79 ngàn mà còn có xỉ nữa, mấy chị cứ nghĩ đi, nó còn rẻ hơn là cả cái gì luôn ấy. Nha. Yeah. Một cái áo ngực mình đi mua cũng giá là 120, 130 rồi, cái này nguyên cái quần rinh luôn mấy chị. Đó là chị Bảo Hồng Nguyễn lấy đủ ri đúng không chị ơi? Là chị lấy chị lấy 3 ri đó. Ok chị. Đó rồi. Ui trời ơi. Màu đen nè mấy chị. Trời ơi đẹp chưa? Màu đen nè, chờ lấy giúp em mã đen này mấy chị, 79 ngàn có xỉ giùm em nè. Mấy chị, đen dùng cho Hải nè. Trời ơi. Cái này mà không lấy là chết luôn ấy. Nè. Bỏ ông Nguyễn lấy 3 ri hả chị ơi. Còn bao nhiêu cho chị hết chị nha. Trời ơi, xinh chưa? Trời ơi, giúp em mã màu đen đi mấy chị ơi. Màu đen giùm em nha. 79 ngàn có xỉ dùm em này. Trời cái bà này bà dễ thương gì đâu luôn á. Theo nha mấy chị. Theo nha. Chờ lấy cho em mã đen dùm em. Đen dùm em, cái này cũng có 3 ri thôi nè. Đen kèm size SML dùm em. Rồi cái này ghi em mã đen kèm size SML. Ủa có 2 ri dùm. Đen kèm size SML dùm em. Chúc em mã đen kèm size SML dùm em. Đen kèm size nha. Đen kèm size dùm cho. Đẹp cái màu này em thích thì mấy chị. Cái màu này là màu cực kỳ thích luôn ấy. Chị nào không thích chứ em thích cái màu này, áo này. Áo nào mặc màu này hơi bị trắng da luôn ấy. Kể như là cái màu mà cái màu mà giống như màu đỏ mận á mấy chị. Mấy em kèm size lên với em cái gì ạ? Đây nè mấy chị nè. Áo này trắng da lắm luôn ấy. Trong cái vòng mấy chị cứ đi hỏi mấy bạn mà hay order hàng Âu mà mua mấy cái áo này nè. Màu mà đen kèm size với em cho khỏi bị nhầm màu à. Màu đỏ mặn á mấy chị, màu đỏ mặn á nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em màu mặn giùm em ha, 69 ngàn giùm em. Mấy chị nó thật thật thích của con Mỹ luôn đi. Nè, cho chị Bảo Ngọc chị lấy 5 ri kìa. Đen cho Bảo Ngọc 2 ri luôn á. Rồi cái này ghi liền em á, em nói chị nào mà lấy được cái quần rinh đó mấy chị thắng luôn ấy. Vì mấy chị cứ xem hàng của nó là hàng H2 đi, nó rất là xịn luôn. Xịn lắm mấy chị. Rồi cái này ghi em mã đỏ mặn giùm em ha, 69 ngàn có xỉ, cái áo có 69 ngàn nha mấy chịu nha. Ghi liền em mấy chị ơi, 69 ngàn đỏ mặn giùm em. Màu này hot lắm luôn á. Màu mặn nha mấy chịu nha. Đây nè, cho một cái áo nó có hết nha mấy chịu nha. Nguyên chồng nha nè. Hãy sẽ bỏ vô cho mình ha. Hãy cho rồi á chị. Chị Bảo Ngọc hãy cho chị mỗi màu 5 cái rồi á. Đẹp chưa? 69 ngàn giùm em. Kim em mã mặn giùm em ha. Mặn giùm em 69 ngàn giùm em. Lên mã mặn giùm em 69 ngàn giùm em ạ. Kim em mã mặn giùm mấy chị nha, 69 ngàn giùm em. Rồi set caro này mấy chị 79 ngàn. Em nói cái set caro này em cầm trên tay mà em không nghĩ nó 69 ngàn. Đó bằng 69 ngàn hai con cho Nguyễn Thủy.
nó có khóa kéo phía sau nè, ở phía bên hông này mấy chị. Bằng số 9.000 cho Lâm thấy ba con. Nó có quần bên trong nè. Này mấy chị, cái set caro mà 79.000 có sỉ nè, đẹp chưa? Kim em mà set caro giùm em. Mà xứng cho Duyên Trần. Đẹp lắm mấy chị, mấy cái set này mang dễ mang. Có mà xứng cho Phương Phương Trần. Nha chị lấy chút em mà set caro. Mà xứng cho Trần thì Tú Trinh. Có mặt số 9.000 cho chị ạ. Cổ cũng lá. Kim em mà set caro nha mấy chịu nha, 79.000 có sỉ giùm em. Set caro này dễ thương mấy chị. Có mặt số 9.000 cho Mai Thủy. Mời xuống cho Ngô Thị Ngọc Lan. Mời xuống cho Phương Thảo. Rồi cái này ghim em ha, áo giùm em 79.000. Mời xuống thêm một con cho chị à. Rồi cái này ghi liền Phương, em mà Phương Tròn 679.000 giùm em. Rồi cái này ghim em mà 679.000 giùm em. 679.000 áo này hốt liền đi nha mấy chị nha. Hốt liền mấy chị, 79.000 siêu rẻ luôn. Ghi liền cho em nè mấy chị. Chúc em mặc áo sáng 79.000 giùm em. Ai vô anh ơi. Để ở đó mua được. Không đi. Hả? Một cua. À cua số. Rồi sẽ chỉ là 1650. Ờ. Mở rồi mà. Còn không ta, đợi chị xíu nha. Rồi cái này ghi liền em mặc áo xám giùm em. Caro 79 à. Ừ. Xám giùm cho em 79.000. Ghi cái áo này đẹp lắm mấy chị, lấy áo này mang đi. 79.000. Kim em mặc xám. Caro 79 cho chị Trương Lệ Xuân cho chị Lâm Thái. Đây cái set này còn cái set này mấy chị. Còn hàng kia nãy tạm hết nha, bữa nào hãy về tiếp cho mấy chị nha. Thì Duy thích cái này. Caro 79 cho Nguyễn Lê. 165.000 nè. Caro 79 cho Thanh Lê. Đây mấy chị, 165.000 nè. Size cho mấy chị 55kg đủ lạnh này ok nha, đẹp lắm. Nè, 165 giùm em. Đẹp chưa nè. Có rô 79.000 cho Hạnh Ngô, có chỗ đủ đơn trên 100.000 nha. Thứ năm bên em đi đơn luôn mấy chị nhá. Hàng nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Quá trời đẹp luôn. 69 cho Nguyễn Thủy. 165.000 ha, chờ lấy chút em ở 165 giùm em. Cái này em còn được 3 set cuối cùng, mà cái hàng 165 mà em về nhiều mấy chị. Tại vì cái chất của nó đẹp, hàng lụa, cái này mang mắt nó mát lắm luôn á. Cái này mấy chị làm ốc khoác crop top cũng đẹp nè, nha mấy chị yêu nha. Cái này mình làm nguyên set nè, nha mấy chị yêu nha. Còn cái này mình làm khoác ok cho Hải luôn. Rồi cái này chờ lấy thì chốt thì giùm em 165.000 có sỉ giùm em. 165.000 có sỉ nha, chờ lấy thì chốt thì giùm em. Chốt em mã 165 giùm em. 165 có sỉ nha, hàng này đã lắm mấy chị ơi. 69 cho Phương Phương Tròn. 69 cho Kim Lý Trần Thị. 69 cho Chi Khánh. Cái hàng nó nặng mà nó đã lắm mấy chị ơi, đã lắm. 69 cho Phương Dung. Gì đây? Chết này, đi mua đây. Ủa? Xóm này, đồ của tụi cháu cho rồi. Cái rồi mà. Đó mua đi. Ủa em dùng ở đâu ra rồi đó. Mua chút rồi đó. Để rồi. Bỏ đi. Rồi đủ chưa? Ủa vậy trong đây có cái gì? Đủ xuống coi cho hết nhả cho này gì vậy? Thế là hồi sáng em trồng hết cái nhả rồi chưa? Một số lên cho Lâm Thái. Rồi em lên cho mấy chị cái caro hồng này dễ thương nè mấy chị. Caro hồng này nhìn cưng lắm luôn nhưng mà không biết còn mấy con nè. Đây nè. Cái set caro này cưng lắm luôn. Đây hai con rồi phải không? Đây caro hồng nè. Caro hồng này mấy chị chốt nhanh nè mấy chị. Caro hồng. Caro hồng nha. Caro hồng 79. Một số lên cho nghe mong. Đây cái set caro này dễ thương nè mấy chị. 165 cho Trâm Nguyễn 039. Cái này em thấy mấy chị mầm kiểu giống như là phô mà có quần bên trong luôn nè. Cái này dễ mang nha. Đây nè 79.000 nè mấy chị. Mà màu caro này đẹp lắm luôn, siêu đẹp luôn á. Chờ lấy chút em mở caro giùm em 79.000 giùm em. Caro 79 này đẹp lắm luôn, siêu đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. 55kg đổ làm này ok á chị. Số 165 cho Nguyễn Thị. Đây nè mấy chị nè, nó có lưng chung cho mình nè mấy chị. Mấy chị thấy không?
Xong nó có cho mấy chị một cái khóa kéo bên hông này. Lưng chung này mấy chị 55kg mấy chị mang ok dùm em nè. Cái set này đẹp lắm luôn, phi chân thành luôn. Màu này rất là ngọt nha mấy chị nha. Màu này đẹp lắm luôn, mà chỉ có 79 ngàn thôi mấy chị. 79 ngàn một set như thế này nha mấy chị nha. Nhìn dễ thương lắm mấy chị, em mới chịu nha. Mình ít bữa mình mặc cái chân váy, mình mặc cái áo phông cũng đẹp nè mấy chị nè. Nguyên set dùm cho em ha, 79 ngàn. Chúc em mở caro dùm em, 79 ngàn dùm em. Caro 79 nha mấy chị nha. Chúc em mở caro dùm em, 79 ngàn. 79 ngàn cho Lâm Thái. Có rồi, 79 ngàn cho Đỗ Thị Hạnh. Có rồi, 79 ngàn cho Nương Lương. Rồi ngố dùm em nè, chúc em mở ngố dùm em. Ngố kèm size SML 79 ngàn dùm em nè. Ngố này xinh. Đẹp chưa? Có rồi, 79 ngàn cho Thanh Huyền. Rồi cái này kia em mở ngố dùm em nè mấy chị nè. Có rồi, 79 ngàn cho Hậu Nguyễn. Ngố kèm size cho em. Có rồi, 79 ngàn cho Hồ Thị Lệ Thu. Ngố kèm size SML dùm em. Hàng H2 này mấy chị nè. Rồi Kim em mặc ngố kèm size dùm em ha. Ngố này đẹp lắm luôn á em. Hàng H2 này nó cao. Có rồi, 79 ngàn cho Kim Huệ. Hàng H2 nha, chứ không phải là hàng thanh lý luôn. Hàng này là nguyên tem nguyên mạng. Có rồi, 79 ngàn cho Kim Cương 197. Kim em mặc ngố kèm size SML dùm em. Có rồi, 79 ngàn cho Ba Ly Nguyễn. Ngô đen lúc nãy không có chị Phương Tạo thôi. Có rô 79 ngàn chị Nương Lương. Có rồi chị ạ, có rô 79 ngàn cho Bùi Nhung. Bùi Nhung. Rồi giờ em mới chiên một em lên size S cho mình nha. Đây. Cho lấy caro hồng 79 lên mà caro hồng 79 ngàn cho em ạ. À. Đây là cái set size S. Có đủ size chứ Lâm Thái. Đây mấy chị nè. Size S cho những bạn nào mà lúc tối Hải ơi sao không có size S, sao em về toàn size M không vậy. Size S này cho mấy chị form tầm khoảng 52kg đủ lại nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Giá là 145 ngàn. Bao giá cho mình luôn nha mấy chị nha. Ví dụ như mấy chị đi mua một cái áo như thế này nè mấy chị. Đi lấy sỉ rồi tầm khoảng giá là 135 ngàn, 100 mấy ngàn rồi nha mấy chị nha. Đây là hãy chơi nguyên set nha mấy chị nha. Nguyên set mà chỉ có giá là 145 ngàn. Có sỉ nha mấy chị nha. Size cho mấy chị 52kg đủ làm em ok dùm em. Giờ lấy cho em mã set 145 dùm em ha. Giờ em mã set dùm trả 145 ngàn. Set này siêu đẹp luôn. Đẹp lắm mấy chị. Đây nè. Mờ hãy like rồi ấy chị. Mờ hãy có like rồi ấy chị nghe thôi. Mờ lúc nãy còn luôn. Mờ lúc nãy hết rồi mấy chị ơi. Trời ơi, cái set này rất là đẹp luôn ấy mấy chị ơi. Mình mua nguyên set mà được lời lắm luôn nha. Hơi bị hời luôn ấy. Ngố size M chứ tuyết trên. Cái quần này nha, cái quần này là mặc tùm lum đồ được luôn ấy mấy chị. Đẹp lắm. Ngố size L chứ gì phương tròn. 145 ngàn ha. Chờ lấy cho em mà set 145. Áo nhũ đen này 115 ngàn. Chốt em mặc áo 115 ngàn. Ngố bên em chỉ còn một con set à. Set 145 chứ Yến Tròn. Chị áo 115 này có được 3 con nè. Kim em mặc áo 115 dùm em nè. Chúc em mặc áo 115. Áo 115 này em có 3 con thôi nha. 3 con là hết rồi đó. Set 145 chứ chị Yến Phạm. Đây nè mấy chị nè. 3 con thôi mấy chị ơi. Hết sạch áo này luôn đó. Đây nè mấy chị nè. 115 ngàn có sỉ dùm em nha. Áo này là bao rẻ cho mấy chị luôn. Bao rẻ nha. Chuẩn tem mát hàng mấy bạn đi mua 280 luôn đó. Rồi Kim em mà áo 115 dùm em nè. Áo 115 dùm em nhũ nha mấy chị nha. 115 ngàn dùm em nè. Nè có cho mấy chị được 4 con. 4 con bao nhiêu nè. Kim em mà áo 115 dùm em. Áo 115 nha mấy chị nha. Chúc em mà áo 115. Rồi tiếp cho mấy chị nha. Xếp 145 cho Kim Cương. Đây. Sớm 145 cho chị Nguyễn Mai. Mấy chị set caro có 79 ngàn nè. Đó này mua 3-4 set về mang đi mấy chị ơi. Hoặc là chị nào con gái mua cho con gái đi. Em đảm bảo con gái mấy chị thích luôn á nha mấy chị nha. Cỡ như tuổi áo 115 cho chị Nga Nguyễn. Đây này mấy chị nè. Nó có kéo bên hông cho mình. Áo 115 cho Kim Cương. Nó có quần bên trong này nó caro. Chị Kim Cương ơi chọn sỉ ơi chọn lễ. Mà mẫu nào cũng chọn mà chị ơi.
Rồi cái này ghi liền em luôn ha. Chốt liền em. Khi nào vợ chồng sĩ mới báo cho bên em biết mấy chị nhỉ? Cái set caro này rất là đẹp luôn mà 79.000. Em nói rất là đẹp luôn nha. Mặc cái áo cà rốt tốt thôi, em mặc cái áo cà rốt tốt với cái áo này, cái quần này thôi là mấy chị cũng thấy đẹp rồi nè. Nha mấy chị yêu nha. Sĩ, kim cương cọp chưa? Kim cương là ấy. À, chị Kim Cương ơi, sĩ thì cọp với em 1 triệu và tài khoản rồi chọn chưa? Cọp liền rồi để bên em chọn cho. Em chốt chưa? Sĩ cọp với rồi chọn mấy chị áo thôi. Áo 115. Chốt cho chị à, Kim Lý Trần Thị. Rồi cái này Nguyên Trần ơi, muốn chọn lại thì cọp với em đi chị ơi. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị nha. Cái này là 89.000 có sĩ này, cái này là quần giùm em nè. Sơ cầu đen luôn. Bao nhiêu đi? 79.000. Sơ cầu đen 79.000 cho chị à, Ngân Thu. Rồi cái này ghi em ở 89.000 giùm em nè, 55 cái đen 79.000 cho Yến Tròn. Nè, chị nào mà thích cái kiểu như Hải Hai Mang là mấy chị lấy cái áo này nè. Bên này nó caro 79 cho Phạm Thị Hoài Thương. Mấy chị nhìn nó bo dưới đây nè, đẹp chưa? Mà màu caro nó đẹp. 79.000 cho Hạnh Ngô. Màu đẹp lắm luôn, 89.000 có thể. Thôi mà caro 79 ạ. Rồi cái này ghi liền em mà áo 89.000 giùm em. Ở quên xếp 89.000 giùm em. Xếp caro 89.000 có sĩ giùm em. Xếp này xinh lắm luôn nha, nó có cái bo đây nè mấy chị nè. Nhìn mấy chị. Xếp 89.000 với Ngân Thu. 89.000 nó có quần bên nè, có cái quần nha mấy chị nha, coi giãn cho mình nè. Xếp 79 hết rồi mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mà caro 89.000 giùm em, caro 89.000 ha. Ý cái này xây mờ nè mấy chị ơi, lấy nè. Mờ nè mấy chị. Mờ giùm em 145.000 nè. Mờ 145. Mờ xếp 89 cho Hiền Cam. Nè mấy chị. Cái tay này nó đẹp mấy chị. Xếp 89 lên cho em, chờ lấy xếp 89 lên, mà xếp 89 cho em ạ. Cái tay của nó rất là đẹp nha, tay bồn nè mấy chị. Ở đây nó có làm cho mình nè, đó mấy chị thấy cái hàng nè. Đẹp chưa? Nguyên set luôn 145.000. Sáng lê lên là mã set 89 giúp em đi chị ơi. Đây nè, size M. Size M nha, chị lấy cho em mã set 145 size M giùm em, có sĩ nha. Cái set này đẹp mấy chị, mua cái quần đây nè. Cái quần này bữa nay là bắt đầu mấy bạn bán chạy theo một cái quần rồi đó mấy chị. Set 89 giúp Mai Thủy. Chạy một cái quần thôi cũng đã giá là 100 mấy, 160, 170 rồi. Nha, đây nè mấy chị nè. Nguyên set luôn 145.000, tính ra mấy chị mua một set về. Caro 89 giúp Hạnh Ngô. Nha mấy chị nha. Và cái này chờ lấy cho em mã set size M dùng cho Hải nha. Size M nha, 145.000, chờ lấy cho em mã set 145. Hãy có cho mấy chị được 5 set. 5 set nha mấy chị nha, chờ lấy thì chốt liền cho em. Rồi cái này ghi em mã ngố. Ui. SML dùng em. Cái này yêu anh rồi. Thế Nguyễn lấy nè em. Nè. Chờ lên xếp 145 lên, mở xếp 145 với em. Cái này là theo luôn nha, theo nha mấy chịu nha. 79.000 cho em mã ngố giùm em nói cái quần ngố 79.000 mà mấy chị không mua để mặc là tiếc lắm luôn á. Tại vì rẻ mấy chị, ngố thường thường cái mùa này nè là ở Cắn Ngòi người ta không có, có người ta không có chạy nữa nên là người ta bán rẻ cho mình á nha mấy chịu nha. Chứ thường thường một cái quần ngố như thế này cũng là giá là 130-140.000 đó mấy chị. 130-140.000. Sao tám chứ lúc nãy cho gì ngờ. Sáng liền 130-140 đó, cái này 79.000 siêu rẻ cho mình luôn. Chị nào lấy cho em mã ngố kèm size giùm em, size S, size M, size L giùm em ha. Ngố kèm size giùm em, SML giùm em. SML nha, 79.000 một cái quần ngố, thật sự rất là rẻ mấy chị. Ngố mà 79.000 thì không bao giờ có được luôn nha. Hàng này là hàng H2 nữa, chứ không phải là hàng thường nha. Mấy chị mua cái quần ngố bây giờ thấy nè. Thường hàng mình mua làm gì có vụ mà tem như thế này em mới chịu nha. Kim em mã ngố giùm em. Ngố kèm size giùm em ha. SML giùm em. Ngố kèm size SML giùm em ạ. Ngố đủ size với Huế Nguyễn. Kim em mã ngố giùm em kèm size nha. SML giùm em. Ngố kèm size SML cho em ha. Ngố kèm size SML giờ lấy cho liền với em mấy chị ơi. Ngố sẽ cho Ali Đăng Nguyễn. Rồi hãy sẽ lên cho mấy chị mấy con hàng phong mỹ nè. Phong mỹ chữ nha, đơn giản mà rất là đẹp luôn, 69.000. Cái này
này mấy chị lấy cái phong mỹ chốt giùm em, mã phong mỹ kèm màu giùm em ha. Cái này em lên luôn một màu cho mấy chị dễ chốt ha. Ủa sẽ cho vi vi. Này phong mỹ kèm màu giùm em nha. Đây phong mỹ kèm màu. Chị lấy đủ màu và chốt đủ màu giùm em. 69.000 phong mỹ nha. Ủa sẽ mờ cho Chú Biển Ly em. Và cái hàng của nó này mấy chị thấy cái quạt của nó không? Quạt này. Đây quạt trước nè mấy chị nè. Quạt trước cho mấy chị yêu nha. Quạt sau nè mấy chị nè. Đó là lên phun được nóng luôn nha. Màu đen. Phong mỹ này mấy chị 65kg đủ làm em ok cho hãy luôn hết. Đẹp lắm. Đây nè. Phong mỹ kèm màu giùm em màu hồng màu đen. Ủa sẽ cho Hương Phan. Mỗi mãi có mấy con mấy chị ơi. Nè mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em luôn ha. Màu hồng, màu đen, màu xanh dương nè mấy chị. Màu reo nè. Và màu này là màu bò dùm em. Kèm màu vô mấy chị. Cái này ngố xe không đúng không? Mấy chị mua mấy phong mỹ này mang đi. Chắc đó là đã luôn á. Nhìn cái quạt của nó nè. Cái quạt của nó đẹp lắm mấy chị nha. Kèm màu dùm em thôi mấy chị yêu nha. À, màu đen, màu hồng nè mấy chị. Đen hồng, màu này là màu nâu bò nè mấy chị. Màu nâu dùm cho em ha mấy chị yêu nha. Màu này màu reo dùm em luôn và màu xanh dùm em. Chờ lấy chốt đi dùm em ha. Ngố xay hết hết rồi mấy chị ơi. Phong mỹ hồng 69.000 cho Liên Ngọc Mỹ Tiên. Hết rồi mấy chị. Phong mỹ đen 69.000 cho Yên Phạm. Đây nha mấy chị yêu nha, cái quạt của nó như thế này nè. Cái quạt của nó lên nó là đẹp luôn. Chờ lấy thì kèm màu dùm em. Kèm màu nha, màu này đẹp nè. Kim em mã phong mỹ kèm màu dùm em. Trời ơi, phong mỹ này phong mỹ kèm màu đi. Lên giúp em ạ, 69.000 mấy chị nhỉ? Trời ơi, cái áo phong mỹ 69.000 này mấy chị nè. 69.000 chờ thấy chút. Phong mỹ reo bò cho Tuyết Lê nè. Reo bò cho chị Tuyết Lê nè. Mấy chị, 69.000 cái áo phong bây giờ là không có cái mấy chị. Bây giờ là lên đâu cũng lên đó mấy chị, không có phong mỹ nha. Thôi chờ lấy chút em màu xanh này đẹp nè mấy chị nè. Chờ lấy thì kèm màu giùm em ha, 69.000. Hồng, đen, xanh reo, xanh dương và màu bò giùm em, nâu bò giùm em ha. Rồi lấy thì chốt thì giùm em, 69.000. Chốt thì giùm em nha, 69.000 giùm chạy. Đẹp ơi là đẹp luôn đó mấy chế ơi. Mấy chế đẹp luôn mà không lấy à. Cái này còn một chế, cái này còn. Em thấy phong mỹ là dễ mang nhất luôn đó mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mà xếp phong mỹ nâu bò cho Mai Thủy. Rồi cái này ghi em mã caro giùm em. Chị lấy màu gì chị reo bò hay là nâu bò non, màu nâu giống màu bò chị Mai Thủy ơi. Bên đây đâu có màu nâu màu bò chị hả? À nãy em đọc nâu bò á, chị ghi là nâu bò á. Nâu bò là màu bò á. Rồi cái này ghi em mà set caro giùm em. Set caro này còn một set nè, giờ lấy đi chốt đi giùm em. Set caro này còn một set 79.000 duy nhất một set luôn. Phong mỹ xanh dương cho Phan Lệ Quyên. Em lên cái vest này cho mấy chị xem. Tôi ăn cho đủ đơn cho mẹ đi thứ năm em đi đơn luôn mấy chị ạ. Phong mỹ bò chứ gì bỏ Ngọc Nguyễn. Có rồi bò là chị bỏ Ngọc Nguyễn thôi. Đẹp không? 109.000. Bên đây chỉ còn hồng đen xanh rêu thôi mấy chị ạ. Màu xanh đó mấy chị. Màu xanh đẹp lắm. Không phong mỹ không có màu trắng. Chờ em đọc ở đâu màu trắng đâu. Phong mỹ rêu cho Kim Phương Nguyễn Thị. Đây mấy chị nè. Cái vest caro giùm em nè. Vest caro 109.000. Phong mỹ đen xanh dương cho phòng vé Trần Lê. 109.000 chờ lấy cho em mã set 109. Set này là hàng tao bao nha. 109 bao rẻ cho mấy chị. À, giá nhập hàng mấy bạn nhập order tao bao về. Ok xanh dương thì bảo Hồ Nguyễn ha. Một tháng nha mấy chị yêu nha. Mà giá đã là 250.000 set rồi. Đây nha mấy chị yêu nha. 109.000 ôm được sale. Giờ lấy thì chốt thì em mã set vest caro giùm em. Set vest caro giùm em ha. 109.000 giùm em nè. Hãy có cho mấy chị được máy xếp con phun dài nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em mấy chị yêu nha. Chốt liền em mã này mấy chị. Bảo Nguyễn bây giờ. Đây nè mấy chị nè. Lắm luôn. Ok Bảo Nguyễn nha. Rồi ghi liền em mã xếp caro giùm em ha. 109.000 giùm em. Rồi lấy xếp caro 109 là mã xếp caro 109 em ạ. Ghi liền em mã xếp caro 109.000 giùm trời. Rồi cái này có cho mấy chị được xếp ba món áo ghi lê đen này chưa chị ơi. Hãy lấy rồi lấy thì chốt nè. Còn mình nãy bên kia còn
Số 1 là giống như Mai Thủy. Nè, cái này mấy chị lấy đủ màu về mang đi. Em nói thật luôn á, đừng lấy một màu phong mỹ mấy chị. Phong mỹ không ai bán rẻ như kho hải luôn á. Nếu mấy bạn nào mà ở cánh ngồi á, mấy bạn đi lấy hàng, mấy bạn cũng biết là một con phong mỹ đi lấy sỉ vô là giá là 90.000 hay là 101 gì đó á, không bao giờ có giá mấy chục ngàn mà tới 9.000 có sỉ đâu, em khẳng định luôn nha mấy chị nha. Đây nè mấy chị nè, cái này em lên màu cho mấy chị thôi nha. Cái này em có mỗi mã có ba con thôi mấy chị, mỗi màu ba con ha. Rồi cái này ghi liền em hàng của nó nè mấy chị nè, nhìn hàng cho em ha, chắc 100% là hàng phong mỹ tao bao luôn nha mấy chị nha, khẳng định mấy chị luôn. Hàng này mấy chị cứ, chị nào nhất là mấy bạn nào mà hay ở Hàn Quốc này kia, Hàn Quốc với Nhật á mấy chị là sẽ biết cái dòng này nè. Mấy chị mua ở bên kia á mấy chị, người ta xuất qua là giá là mấy chị mua 400.000 một cái áo phông nè nha mấy chị nha, tính ra tiền Việt của mình á nha mấy chị nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt giùm em màu hồng nè mấy chị nè, màu xanh nè với lại màu vàng ha, màu xanh màu vàng màu kem, mỗi mã em có ba con thôi, cho chị nào chốt nhanh giùm em ha. Ghi giùm em mã này mấy chị nè, Vecaro là 109.000 hả chị? Chị lấy vé caro 109 hay sao chị ơi? Rồi cái này kèm màu giùm em nè, màu vàng nè mấy chị nè, màu kem nè, màu xanh này đẹp nè mấy chị. Hồng nữa nè. Màu hồng nữa nè. Rồi cái này chị lấy cho em mã phong mỹ kèm màu giùm em ha. Phong mỹ kèm màu giùm cho em nè. Vàng 69.000 cho chứ gì rồi, Emana. Mấy chị phải lấy mấy phong mỹ này mang đi, cảm nhận đi mấy chị ơi. Hàng mình mua như hàng 300 mấy, 400 mấy ngàn cái áo phong á. Đây nè. Ôi, phong này mà không chốt không tiếc lắm luôn á mấy chị, đã lắm. Hồng kem như Thu Thị Phạm. Cái này kem màu giùm em ha. Okay. Nè, cái màu xanh này đẹp lắm, em cho mấy chị xem nè. Vì sao mấy chị hay đi mua hàng mà mấy chị thấy mấy bạn bán như thế hàng, hàng unisex đó, thường thường nó hay có cái màu xanh này nè mấy chị nè. Tại vì cái màu xanh này lên rất là đẹp, đẹp lắm. Đây nè. Đẹp không? Màu xanh đẹp lắm. Bà nào mà hay đi mua hàng si mà hàng áo phông và unisex đó, tại vì mình đâu có tiền để mua một cái áo hàng mà hàng Âu mà này kia đó mấy chị. Cái này chắc phải y như vậy luôn ấy, không sai gì luôn. Đây nè mấy hồng chị nè, Hoàng Mai nha, màu xanh này rất là đẹp luôn, đẹp lắm. Rồi cái này chị lấy xanh, chút xanh giùm em ha, ghi em mã xanh giùm chị. Mấy chị nhìn nè, đây nha mấy chị hiểu nha, ghi em mã xanh giùm em, xanh hồng vàng kem. Vàng xanh như Ruby Phạm. Xanh hồng vàng kem ha, chờ lấy thì chốt liền em. Xanh hồng vàng kem ha, áo si 80 rồi đó Hải. Rồi cái này ghi liền em mấy chị. Xanh dương 69.000 cho chị Phạm Phan Lệ Quyên. Tài xế 34 em này Yến ơi lấy không em. Hồng chị Ivana lúc này Yến lấy này Ivana lúc nãy chị lấy vàng rồi chị lấy thêm hồng hay sao ạ? Đây nè mấy chị nè, đây cái này là set 34 hồng nè, gì bên set 34 này là like 30 cái rồi đó. Chị nào lấy thì chốt nhanh giùm em ha. Đây nè, cái này là set 34, một cái áo ghi lê bên ngoài như thế này nè mấy chị nè, nha mấy chị yêu nha. Sao mà kèm mình cái quần ghi lê em cho chị Sang Dương á, chị nhá hết vàng rồi. 99.000 giùm em, 99.000 có sỉ này, chờ lấy cho mày mà set 34. Thế Nguyễn Xanh sao chính em còn một con một kem, hai con một kem thôi mấy chị ạ. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè, cho mày mà set 34 giùm em, 99.000 có sỉ giùm em. Đây hãy còn màu kem nè mấy chị, cho mấy chị xem màu kem nha. Màu kem nè. Hai xe này món chú 9.000 như Yến chồng. Ê cái áo này đẹp quá đi, cái vải của nó nè. Này phong mỹ kiểu mấy chị nha. Cái vải áo nó đẹp lắm, siêu đẹp luôn á. Rồi chị lấy thì chốt liền em màu kem nè. Trời ơi đúng đẹp luôn á, nãy chị Ivana có rồi á chị. Nãy chị Ivana có rồi nha. Nè mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn á nha. Áo kem giùm em. Rồi em lên cho mấy chị áo. Sao muốn chứ chính ngày như Yên Phạm. Màu đen nha. Hay mặc màu đen nha. Kim em mã đen dùng cho em nè. 69.000 chờ lấy cho em màu đen. Đó em mang nha. Giống hệt em okay, mang em luôn. Ok em 69.000 cho Nguyễn Thủy. Là màu đen. Đen nha, đen trắng này kia là hết rồi đó mấy chị. Đây chắc đã chưa mấy chị nè, đây nha mấy chị yêu nha, chắc viết lắm luôn á nha mấy chị yêu nha, mát rồi rượu luôn mấy chị. Nhìn nè, 100% là hàng cô tông á mấy chị, hàng xịn á. Rồi cái này ghi em màu đen dùng cho Hải nha, đen nha mấy chị yêu nha, chốt em mã đen 69.000 dùm em.
Cái này form của nó dễ mang mấy chị, chắc là mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Cái này mấy chị mang ôm nó đẹp lắm, mấy chị mang ôm đi cho đẹp. Nên là em lấy size vừa cho mấy chị á. Rồi cái này ghi liền em ha, set dạ trắng size S còn không chị ơi. Dạ trắng size S. Cho em thấy những gì lê. Dạ trắng size S à, chị còn đen thôi em ơi. Chị còn đen, còn một set đen cuối cùng luôn nè. Đây nè, chị còn màu đen cuối cùng luôn, 145 nè, size S nè. Một set cuối cùng màu đen 145. Đen sao chính cho Ngô Thị Ngọc Lan. Đây nè mấy chị, 145 ngàn set cuối cùng luôn size S. Đen xin cho Hà Lưu. Đen xin cho Viên Nguyễn. Có người mà lấy số nào mang. Đen xin ngàn hai con cho Nguyễn Thủy. Rồi cái này ghi liền men nè mấy chị nè. Áo da ra đó cho em cái bao giấy. Đen xin cho Lê Thị Ngọc Bích. Ý là hãy cho hết mấy chị ơi nha, tất cả đều có bao giấy hết luôn á nha. Rồi set đen 145 ngàn. Đen xin cho Minh Anh. Một set cuối cùng, một set cuối cùng. Đen xin cho Phan Lệ Quyên. Đen xin cho Mia Mia. Đen xin cho Diễm Phạm. Rồi áo này mấy chị nè. Viên Nguyễn có đen số 9 được nhận. Giờ lấy đen số 9 rồi mà đen số 9 gì đâu. Còn giờ lấy set đen 145 là mà set đen 145 với em á. Rồi cái này Hải ơi có củ tim không? Rồi con nghĩ đen hình mà số 9 được không mà. Dạ không mấy chị ơi. Nè đẹp chưa? Cái này là phong chủ nha. Phong chủ huyền thoại. Phong chủ huyền thoại nó có hai con. Sẽ đem 145 chứ Duy Nguyễn sẽ đem 145. Mấy chị nè, ghi em mã chủ vô. Hết mà sẽ đem 145 mấy chị ạ. Để cho chị đó đi. Còn hết rồi mưa lại luôn. Rồi cái này ghi em mã chủ giùm em. Ghi em mã phong chủ giùm em, 69.000 có hai con duy nhất. Hai con thôi nha, hàng to bao hết đó mấy chị. Phong này mấy chị nhiều bạn nãy bữa nay là nhiều bạn không có vô xem này, khách bọn em này. À, mấy bạn mà hỏi phong Mỹ á nha. Cái hàng này là em đợi lâu lắm rồi em mới về lại được phong Mỹ luôn, phong mới cho mấy chị luôn á. Nha mấy chị nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi giùm em nè. Có hai con thôi nha, chị lấy chốt em mã phong chủ, chốt em mã phong chủ giùm em. Đẹp lắm luôn, con này mấy chị nào mà thích mà mặc mấy áo phông rộng này kia, mấy chị 60kg, 65kg á, mấy chị mua mấy cái áo phông này mang này. Mặc với quần ngố cũng đẹp, mặc với quần rinh ôn cũng đẹp cho Hải luôn nha mấy chị ơi nha. Ghi em mã phông chữ giùm em, đơn giản mà rất là đẹp nha. Ghi em mã phông chữ giùm em, phông chữ giùm em, 69.000. Phông chữ 69.000 chứ Kim Huệ. Cái này ghi em mã cổ tim nè, cổ tim giùm cho em nè mấy chị. Đây là gì Kim Huệ ơi? Được chưa? Cổ tim giùm cho em nha. 69.000 cho em mã cổ tim này là hơi bị đỉnh luôn ấy nha mấy chị nha. Chốt em mã cổ tim, em có được 3 con nè. Cổ tim cho Hải nha, phôm này mấy chị nè. Phôm này mấy chị có 70kg mấy bạn mang cũng đẹp luôn. Mà cái chất của nó mát, thấm hút mồ hôi đã nha mấy chị luôn nha. Đi liền em cổ tim giùm em nè. Cổ tim giùm cho Hải nha. Cổ tim số 9 như tiếng Lê nặng. Ủa phong chữ, giá nè. Không có gì hết, miệng hết rồi chị ơi. Phong chữ 69.000 cho Thủy Tiên. Ủa, món này cũng còn nữa. Rồi cái này ghi liền em mã ngố kèm size SML giùm em nè. Ngố kèm size SML giùm em. Rồi cái này ghi em mã ngố kèm size SML giùm cho. Này mấy chị ơi, em lên mấy chị. Ủa tiên 69.000 chưa Black Round. Thật sự luôn mấy cái hàng phong Mỹ này đỉnh lắm luôn á trời. Mã chữ là cái này đúng không vậy? Thôi cái này. Cổ tiên cho Diễm Phạm. Ngố kèm size SML giùm em. Ngố này 79.000 có sĩ rẻ lắm luôn á. Thật sự. Chị nào mà thích phong Mỹ thì lấy liền nè em. Chị bảo Ngọc Nguyễn 2 ly chị ha. Cái hàng của nó xịn lắm trời ơi. Nó là sao ta? Sao để mọi người biết là hàng này bạn đi mua rất là cao luôn. Em mấy chị đẹp chưa? Kiểu đơn giản ha. Mấy cái phong này đơn giản mà mang dễ mang. Cái hàng mà A-Studio này nữa mấy chị, nó xịn lắm luôn. Cái hàng của nó là nó có thương hiệu luôn ấy. Cái A Studio này nè mấy chị nè. Nha mấy chị nha, là cái hàng dòng của mình cũng có nha.
Hàng của mình là hàng xuất Âu, bên kia nó cũng xuất qua luôn mấy chị nha, mấy chịu nha. Đây nè, cao cấp lắm luôn á nha, mấy chịu nha. Rồi cái này chị lấy thì chốt đi giùm em, ghi liền em mã số 1 kèm màu giùm em ha, mã 1 kèm màu giùm em. Em có cho mấy chị màu đen nè, màu đen nha mấy chịu nha, mã 1 kèm màu giùm em. Màu hồng giùm em nè mấy chị nè. Rồi em có màu kem nè mấy chị, và em có màu vàng. Mỗi mã em có 3 con duy nhất, mấy chị lấy phong đi mấy chị. Không có gì mà dễ mặc bằng phong hết nha mấy chị nha. Phong mình phối với cái gì cũng đẹp hết nha mấy chị. Rồi cái này chị lấy thì chốt em mã số 1 kèm màu giùm em. Mã 1 kèm màu giùm em ha. 69.000 hàng A Store Dior giùm em nè. Nha mấy chị nha. Xịn từ bao tới zip luôn á mấy chị. Nha mấy chị nha, tới tay mát luôn. Ghi em mã số 1 kèm màu giùm em. Màu đen, màu vàng, màu kem, sao chính yên phạm. Hồng giùm em nè. 3 màu, 4 màu nha mấy chị nha. Kèm màu vô cho Hải mấy chị. Phong mỹ rất là dễ mang nha mấy chị nha. Cái này là phong chủ nữa. Đúng không? Hai cái cho bạn Hồ Nguyễn. Đẹp lắm, mấy chị nhìn nè. Hải không muốn tháo bao đó, tại vì Hải sợ hư cái bao. Cái này, mỗi lần mà cái bao này nè mấy chị, mà mở ra là phải bỏ mấy chị. Tại vì nó hàng xịn á, nên mình tháo ra là cái bao nó dẻo mấy chị. Bao rất là dẻo luôn. Thật sự là cái bao rất là dẻo nè mấy chị. Ok, chị bảo Hồ Nguyễn mở màu thôi coi. Nha mấy chịu nha. Chờ lấy thì chốt mấy em, chị nào mà ghiền phong mỹ á thì mấy chị lấy mua mấy cái hàng này đi. Đảm bảo không có, mấy bạn chỉ mua được hàng si ở đâu á nha mấy chị nha. Còn hàng của mình là không bao giờ có đâu mấy chị, mà cũng không có giá mà mấy chục ngàn như thế này đâu. Đen 69 cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Đây còn một con vàng, một con hồng ạ. Rồi em lên cho mấy chị cái set caro này mấy chị nè. Rồi set caro dùm cho Hải nha, 79.000 đồng. Em mã caro 79.000 dùm em. Caro 79 nha mấy chị nha. Cái này là gài nút bên hông cho mình nè, nhìn cưng lắm. Ok vậy hả, hôm nay có rồi chị nha. Hồng 69 cho tốt kia. Chị nè, 55 cái đũa làm em ok dùm em nè. Vàng 69 nha, như nhung tô. Cái này có kéo bên hông cho mình nè mấy chị nè. Có quần bên trong luôn ha. Chứ không em mà set caro dùm em, 79.000 có sỉ. Sỉ chỉ còn 69.000 thôi mấy chị, siêu rẻ luôn ấy. Nha. Giờ lấy thì chốt đi dùm em. Kim em mã set caro dùm em ha. 55 cái đũa làm em ok dùm em. 79.000 dùm cho Hải nha. Và tiếp cho mấy chị một mã này nữa. Mày này đẹp lắm. Nhìn mấy chị. Đã không? Trời ơi, mấy cái hồng. Trời set caro 79 là mã set caro 79 như em ạ. À. Nè, nhìn nè. Cái in này mấy chị biết không? Nó khác với hàng của mình nha. Nếu mà hàng của mình lên á, mấy chị để ý đi. Mình giặt một nước xong nó dính như thế này, gỡ ra nó bị hư hết luôn. Nhưng mà riêng cái hàng dòng mà dòng phong mỹ này mấy chị, mấy chị càng giặt nó càng đanh vải ra, nó càng mềm vải nha mấy chị nha. Chứ nó không có vụ mà dạng như là bị chóc hình đó mấy chị, mấy chị nha. Đặc biệt cái hàng phong mỹ nó sướng như thế đó mấy chị. Nên là lúc nào em cũng bán phong mỹ hết đó mấy chị. Người ta có chào hàng phong kia cho Hải nha, có giá 2 ít hay 3 ít Hải cũng không bao giờ bán được hết nha mấy chị nha. Hãy bán phong mỹ quen rồi mấy chị, quen thật sự luôn. Nên là mấy chị tìm trong kho một con áo phong thường hay không bao giờ có luôn nha mấy chị nha. Phong này bán quen rồi mấy chị, hãy đợi lâu cũng được, một tháng hai tháng hãy vì hãy cũng không hãy cũng đợi cho mấy chị á nha, mấy chị yêu nha, cũng đợi có hàng để bán á, tại vì chắc nó đã. Rồi cái này em có màu trắng, màu đen, màu bò, ghi em mã số 2 kèm màu giùm em. Mã số 2 kèm màu giùm em ha mấy chị yêu nha. Chúc em mã 2 kèm màu nè, đẹp chưa mấy chị nè. Caro vậy, caro vậy dính ngay cho loan luôn. Bạc đã không, bạc lắm nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em nha. Rồi cái này ghi liền em mã số 2 kèm màu giùm em. Mã 2 kèm màu giùm em nè mấy chị. Caro 79 ngàn cho hình này 100. Rồi cái này ghi em mã số 2 kèm màu, mạng bị gì đúng không mấy chị ơi. Rồi cái này ghi liền em mã số 2 kèm màu nè mấy chị. Màu trắng, màu bò, màu đen. Số 2 màu bò cho đội kim thu. Trắng đen và bò. Trắng đen và bò giùm em ha. Ghi em. Nhìn cái áo phong của nó chắc thôi đi. Quê luôn đó mấy chị. Mua mấy dòng áo phong này mang đi. Mang tới sang năm, 3 năm, 4 năm nhớ tới Hải luôn ơi. Nhìn vô cái áo phong là ồ. Không biết Hải còn bán hàng hay không. Có ai đủ màu cho nghe hơn. Thì mà áo phong này đã lắm. Bạc của nó đẹp lắm luôn á chị Nga Huỳnh. Bạc đẹp lắm. Cái bạc của nó đẹp lắm luôn. Bạc này mang đùi đùi á. Hoặc là mang với chân vái á mấy chị. Chân vái là mang cái quần sọt này kia, nhìn lên cái form nó đẹp. Đây nè, cái mạc của nó đẹp á mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Chiều lấy gì chốt thì giùm em, chốt em mã số 2 kèm màu giùm em. Chị Nga Huỳnh lấy áo này không, cái áo hàng này không, cái này phải lấy chục con nè. Ba màu cho chị Hạnh Mỹ Nguyễn nha. Cái áo này phải lấy chục con rồi mang ở bên về bán. Rồi cái này ghi liền em ha, chốt liền em mã này mấy chị nè. 69.000 chốt em mã xám giùm em.
Rồi cái này ghim em mà xám dùm cho Hải nè, chắc đã không? Cái này có hai đen cho mình thì ngọc trăm. Coi giãn đã nha mấy chị nha. Rồi cái này chị nào lấy thì bộ chốt đi dùm em. Chốt em mà xám 69 ngàn dùm em. Rồi cái này là nguyên một đại, cái này là gọi là gì ta? Đại gia đình à. Hãy còn một con màu trắng nữa. Hãy còn một con màu trắng nữa. Số 2 trắng cho Lê Ngọc Mỹ Tiên. Rồi cái này chị lấy cho em mã 6 giùm em đi. 8 nha mấy triệu nha. 8 giùm cho anh. Đã quá luôn ấy, cái này mua đi mấy chị nè. Phải giống vậy đó, đang may phải y như vậy luôn. 8 giùm cho anh nha. 69 nha. Và con này xịn sò nữa nè mấy chị. Xịn con bà sò luôn. Cái này màu xám, màu hồng, màu kem kem. Xám xứng cho Phương Phương Tròn. Xám xứng với Duyên Tròn. Mấy chị, nhìn cái hàng nó đã chưa mấy chị nè. Họ lắm luôn ấy. Rồi cái này ghi em mã số 3 kèm màu. Xám xứng chính cho gì à? Lê Thị Kim Tròn. Mã 3 kèm màu dùm em ha. Xám xứng cho Minh Anh. Giờ lấy xám xứng chứ là mà xám xứng như em chứ gì Lê Thị Ngọc Bích. Xám xứng gì Thắm. Rồi mã số 3 kèm màu gì nè. Giờ lấy xám rồi mà xám cho em ạ. Đẹp chưa. Mã số 3 kèm màu dùm em ha. Màu này ghi em màu bò nè mấy chị. Màu này màu kem nè. Và màu này màu hồng. Mã số 3 dùm em. Mua cái con áo này đi mấy chị. Nhìn đẹp quá trời đẹp luôn. Đây nè. Đẹp không? Đúng đẹp cái con này luôn ấy. Rồi cái này chèo lấy thì chốt tiền em. Ghi liền em mã số 3 kèm màu dùm cho. Mã 3 kèm màu cho em ha. Ghi em mã số 3 kèm màu dùm em. Mấy chị lấy đi. Trời ơi. Màu kem đẹp nè mấy chị nè. Màu kem này màu kem mà nó số 3 đủ màu cho nghe hồn. Mấy chị siêu đẹp luôn ấy. Nhìn nhìn nè mấy chị nè. Ai gọi là đại gia đình đó mấy chị. Rồi cái này ghi liền ba kem cho Mai thì anh chung. Kim em mã số 3 dùm em. Hồi thì Ngọc Trâm bên em không đổ gì đó đâu chị ơi. Có nha mấy chị nha, có sĩ nha. Mấy chị ơi bên em like không có mà like mã này bỏ mã kia đâu mấy chị. Này không có chốt cái gì vậy nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha, cái đó là nguyên tắc rồi mấy chị. Nha mấy chị nha. Ví dụ bây giờ hãy like, ví dụ như tiếp nhiều mẫu thì mấy chị cứ xả như vậy thì không ai bán được nha mấy chị nha. Đây là thông cảm giùm em ha. Và cái áo em bán 69 ngàn. Thật sự luôn là rẻ hơn ở ngoài tầm khoảng số 3 mà áo bò bên em hết rồi mấy chị ơi, số 3 bên em chỉ còn à. Cái này có sỉ đó mấy chị, có sỉ đó chị ơi. Áo phong 69 này em có sỉ hết luôn á. Hàng bây giờ mấy chị nào mà đi tìm hàng phong Mỹ ở đâu 6 không? Lúc nãy 69 ngàn cho Lan là rất là khó luôn á, mà em bán 69 ngàn. Rồi kèm màu dùm em. Số 3 đủ màu cho Hiếu Nguyễn. Kim em mã số 3 dùm cho em ha. Rồi ghi liền em mã số 3 dùm cho Hải mấy chị ơi. Mã số 3 nha mấy chị nha. Ghi liền em mã số 3 dùm cho của em bật lên dùm chị coi chị có đứng giữa không nha. Chị có đứng giữa không? Chị có đứng giữa like không? Chị có đứng giữa cái phòng không? Số 3 ba màu cho thì dùng 462. Này mấy chị, cho mấy chị xem cái bà này nhìn cưng lắm luôn á. Hàng 1985 nè mấy chị. Hàng này là hàng 1985 nè. Đẹp chưa? Này. Mấy chị. Chị à, chị Nga Huỳnh lấy cái này nè chị Nga Huỳnh. Ba đủ đi. Màu Hiếu Nguyễn có rồi chị hả? Hàng 1985 nè. Bao nè. Đẹp chưa? Cái này em có màu xanh và màu trắng. Cái này chị lấy ghi giùm em mã số 4 kèm màu giùm em. Mã 4 kèm màu màu xanh và màu trắng nha. Hàng số 3 chỉ còn màu kem thôi mấy chị nhỉ. Hàng này xịn nè. Xịn không? 1985 nè. Bao của nó này mấy chị. Nhìn cái bao của nó rất là giòn luôn. Mấy chị cảm giác như mình đi mua mấy cái hàng 300 mấy ngàn một áo á. Nha mấy chị nha. Ghi liền em mã số 4 kèm màu giùm em. Màu trắng và màu xanh giùm em. 4 kèm màu nha mấy chị nha. Trắng xanh giùm cho. Số 2 màu chưa nghe rồi. Ghi em mã số 4 kèm màu giùm em. Trắng xanh giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nè.
xịn sò lắm luôn. Cái hàng này xịn mấy chị. Và cái vải của nó rất là mát luôn nha. Vải đã lắm mấy chị. Và cái này giùm em ạ, số 4 kèm màu, màu trắng và màu xanh giùm em. 4 kèm màu giùm em ha, trắng xanh giùm chị. Con này chắc siêu đẹp luôn ha. Đơn giản mà đẹp mấy chị. Đơn giản. Số 4 hai trắng cho trò mi. Và cái này ghi liền giùm em luôn ha. Và số 4 kèm màu giùm em, trắng và xanh giùm chị. 4 kèm màu giùm em ha, trắng xanh giùm em. Rồi em lên tiếp cho mấy chị là cái áo phông cửu màu kem. Bốn xanh cho Mia Mia. Thật ngon. Bốn xanh cho Trần Thị Tú Trinh. Nè con này bài rất là đẹp luôn. Trời ơi nhìn cưng. Bốn xanh cho Xuân Cảnh. Hết xanh rồi chị Xuân Cảnh ơi, chỉ còn hai con màu trắng đó chị ạ. Hết xanh rồi. Mấy chị. Ôi, mã số 5 giùm em. Số 4 em chỉ còn hai con màu trắng vô rồi, bốn trắng lên màu bốn trắng với em ạ. Nhìn nè mấy chị, nhìn cái tà của bà đẹp chưa? Bốn trắng cho Phương Phương Tròn. Trời ơi, đúng đẹp luôn nha. Mã số 5 giùm em nè. Mã số 5 em có màu đen và màu kem. Đen và kem ha, chứ mấy mã 5 giùm em. Màu kem này đẹp lắm luôn, màu kem này cũng ghiền nhiều hơn. 5 giùm em. Trời ơi, đúng đẹp. Số 5 kèm màu lên với em mấy chị ạ. Nè mấy chị. Đẹp lắm luôn nha. Mã số 5 màu kem nè. Nói chung em vẫn thích màu mấy chị ơi. Nè. 5 kèm màu giùm em, đen và kem giùm em. Màu đen thì có được mấy con thôi mấy chị. Em chốt chị Nga hồi nãy. Hơi cá gì hả? Mã số 5 kèm màu đen. Hơi màu gì nhỉ? 5 cho Nga hồi hơi màu. Số 5 kèm màu lên giúp em ạ. Đơn giản mà đẹp không mấy chị. Phương Phương Trần em chốt cái chị hơi màu ha. 69.000 có tỷ nha. Giờ lấy thì chốt đi giùm em. Ghi mê mã số 5 kèm màu giùm em. Đen và kem giùm em. Năm hai màu cho Mỹ Hạnh kem đen. Số 5 em chỉ còn màu kem thôi mấy chị nhá, hết đen ạ. Em đâu cái này vậy? Em dục vô đây. À thôi để ngày mai đó. Năm kèm màu giùm em. Alo. Dạ em đi. Mấy chị. Trời ơi, đã quá luôn nè. Phong đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi ghi liềm em ha. Chốt liềm em. Tên gì chị? Kim em mã số 5 kèm màu. Trời ơi, nhìn cái vải này mấy chị nè. Nhìn phong. Hàng ca dinh này mấy chị. À, chị dinh sen hả? À, ý là tên khách hàng đó tên gì hả chị? Rồi kia liềm em mấy chị. À ok chị, ok chị để kiểm tra cho, để kiểm tra cho. Lưu với em 7 ngày để đi kiểm tra cho. Ồ, ok chị, ok. Rồi kia liềm em mã số 5. Này em like cho mấy chị một loạt phong luôn, là nhà em hết phong đó mấy chị. Rồi cái này chị Ngao Quỳnh lấy đủ màu thì báo em nè. Mã số 5 em chỉ còn màu kem thôi, mấy chị nào lấy 5 kem lên mã 5 kem với em ạ. Đây nè. 5 kem Ivana có rồi anh, em cho chị Huế Nguyễn màu kem ha. Cái này chị nào lấy đủ màu báo Hải nha. Đây. 5 chú chị Nguyễn Lê màu kem chị nha, hết đen ạ. Đây nè mấy chị nè, đẹp chưa? Cái phông của nó là phông vừa vừa nha, phông vừa nha mấy chị luôn nha. 5 kem cho Trần Thị Ngọc Lên. Kiểu như là vảy loan á mấy chị, kiểu vảy loan nha. Cái này em có màu xanh nè. 5 hai cái màu kem cho Phương Phương Tròn. Màu xanh dương nha, màu xanh lá nè. Màu cam nè, màu hồng nè, và màu trắng nè. Mỗi mã em có cho mấy chị được mấy con nè. Bà hớt nè. Cái này mã số 6 kèm màu giùm em. Đẹp lắm. Đây nè, màu xanh dương nè mấy chị. Màu trắng nè, màu hồng nè, và màu cam. Mã số 6 giùm em. 5 kèm cho Phạm Dung. Đây, con này đẹp lắm luôn nha. Siêu đẹp luôn á mấy chị. Màu nào cũng đẹp hết mấy chị ơi. Con này mấy chị mặc với lại mấy cái quần jean đùi mấy chị. Rất là đẹp luôn. Và cái này kèm màu giùm em. Hồng, cam, xanh, xanh dương, xanh lá. Năm kem gì chào bé. Đẹp lắm luôn, áo này nhìn dễ lắm luôn ấy. Áo này dễ lắm mấy chị. Bây giờ không còn phong nữa rồi mấy chị ơi. Mà em về mẫu mới cho mấy chị không. Đẹp chưa? Mở 6 kèm màu lên giúp em ạ, 6 cam cho VV. Rồi ghi liền em ạ, số 6 kèm màu giùm em. Mã số 6 kèm màu giùm em ha. Màu cam, màu xanh. Màu cam, màu xanh, màu hồng. 6 xanh cho Hạnh Mi Nguyễn. Màu xanh dương và màu xanh lá giùm em.
giờ lấy xanh dương, chốt xanh dương rồi lấy xanh lá lên, mà xanh lá với em cái chị ạ? Xanh dương, xanh lá. Xanh lá nhận đi Nguyễn. Xanh dương và xanh lá nữa nha, chờ lấy thì chốt vì ốc con này phải đẹp quá. Phải đã lắm. Sao trắng gì bên kèm màu luôn cho Hải nha, cái này lấy hai màu mang đi mấy ché rồi. 69.000. Camelida Nguyễn. Rồi cái set ghi lê này em có size S, size M nè. Ghi lê kèm size SM dùm em 119.000 bao rẻ luôn. Sá xanh lá Nhật Minh. Cái gì nè. Cái này là nguyên set ghi lê nha, chân vái dùm em nè. Chân vái này có quần bên trong cho Hải rồi nha. Hãy có size, cái này mấy chị biết xong về mấy chị kết hợp với áo sơ mi bên trong cũng đẹp luôn nha mấy chị nha. Nguyên set ghi lê dùm cho em luôn 119.000. 119.000 size S, size M, chờ lấy thích size gì của mình size đó dùm. Xanh chị kiếm luôn cái này, lấy cái xanh gì ạ? À? Đây này mấy chị nè. Hồng dây bên A. Ghi lê kèm size dùm em SM 119.000. Sao trắng hết rồi ạ? Xanh dương giống Nguyễn Lê. Ghi lê nha mấy chị nha, 119 dùm em. Mia Mia lấy xanh gì chị ơi? Em chỉ còn xanh dương, xanh lá, hồng và cam mấy chị nha. Chị lấy xanh gì, chị lấy xanh dương hay lấy xanh lá, chị bảo em lấy cho. Chị lấy xanh gì chị ơi? Rồi cái này duy nhất một con này mấy chị, 69.000, chúc em mã duy nhất bỏ vô luôn nha. Ghi lê xây mồ cho chị Trinh nè. Bao nhiêu đó? 119.000. Ghi lê 119 cho thầy Tú Trinh. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Chứ gì Nguyễn Mai bên chiều hôm trước chị không đủ đơn đâu em, đơn nào bên luôn tới thứ năm đó mấy chị ơi. Một con duy nhất nha, 69.000, một con duy nhất luôn. Kìa lấy cho em hãy duy nhất nhiều luôn. Nè mấy chị, màu đẹp chưa? Màu kiểu như loan loan này, cái này chị nào có con gái mua cho con gái đi mấy chị đảm bảo. Mở sáu xanh dương cho Mia Mia. Nha. Em đảm bảo mấy chị luôn, con gái mình rất là thích luôn. Duy nhất cho Ngô Thị Ngọc Lan. Đây nè. Đẹp cái này. Mấy chị, hoa cúc mà nó vải nó màu tím mà nó loang loang loang. Nó đẹp lắm mấy chị, chứ không phải là nó như cái hàng của mình lên như ha. Cái vải của nó là vải phô Mỹ này mấy chị nè. Nhưng mà nó làm lên nó là đẹp luôn. Mấy chị ghi giùm em mã loang giùm em nha. Ghi em mã loang giùm em 69.000 mà nó đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị về cầm trên áo trên tay đi, mấy chị thấy cái đồ xịn của nó luôn, em nói thật luôn ấy. Đây nè. Nè. Hồng thanh xanh lá và cam. Kiểu nó loang nó là đẹp mấy chị nha, chờ lấy một chút mẹ mẫu loan giùm em. Hãy còn xếp thể thao à. Nãy còn xếp thể thao mà. Màu đỏ còn một xếp thôi. Khi mẹ mẫu loan giùm em. Để em xíu nha. Loan tiếp hai cái cho trà bé. Khi mẹ mẫu loan giùm em mấy chị. Loan giùm em, nhìn nó đẹp lắm mấy chị. Này. Cái vải của nó nè mấy chị. Nhìn cái vải mình tôi bao nó khác mấy chị thấy không? Cái độ xước của nó nè. Kim em mở loa giùm em. Nè em có một con màu xanh này, chờ lấy chút em. Nè chị Nga Huỳnh lấy không cho Loan chị. Loan Gia Ly Đa Nguyện. Chị Nga Huỳnh chị lấy gì em bấm đầu tiên. Ly Đa Nguyện. Cái này có một con duy nhất à, chị lấy gì báo em. Loan như Trần Thị Ngọc Linh. Loan Văn A hình ba con. Rồi cái này ghi em mã gấu, đốc dán luôn cho chị luôn đi. Rồi cái này ghi liền em mã gấu giùm em. Cái này em có gấu nâu và gấu xanh nè. Nhìn là muốn yêu liền luôn. Chị nào có con gái đi học ở tầm khoảng mà mấy chị hai mẹ con đều mang được hết luôn nha. Bé mà tầm khoảng học lớp 6, lớp 7 là mình cho mang được luôn rồi nha mấy chị nha. Mấy chị cứ tin đi, chị nào có con gái mà suốt ngày về hỏi mẹ ơi mua cho con mấy cái áo phông này chưa. Nhưng mà hàng mà mấy bạn hay mua Loan hàng, cho Linh Ly. Hàng kia á mấy chị nha mấy chịu nha. Hàng unisex Loan á. Cho Thị Thư nè, em bán mấy chị là chủ hàng của mẹ Loan á nha mấy chịu nha. Chờ con gái mà học lớp 6 lớp 7 là mình mua cho bé mang được luôn rồi nha. Em này mấy chị nè, kiểu như phong rộng rộng á mấy chị, ai mang cũng được. Hai mẹ con mình mang, cả gia đình mình mang luôn. Em này mấy chị nè, gấu xanh và gấu nâu giùm em nè, dễ thương chưa. Nhìn cái vải của nó đã lắm nha. Đây nè, gấu kèm màu giùm em. Ồ, ba dữ thương kìa. Nhìn đây mấy chị nè.
Gấu nâu và gấu xanh giùm em. Chờ lấy cho em mã gấu kèm màu giùm. Nâu và xanh giùm em. Gấu kèm màu nâu và xanh giúp em gấu nâu cho Nguyễn Phương Hàm. Kim em mã gấu nâu và gấu xanh nha mấy chị hiểu nha. Gấu đủ màu cho nghe hồn. Rồi kim em mã gấu. Gấu gấu gấu. Rồi cái này em có màu kem và màu đen. Gấu đủ màu cho Huế Nguyễn. Rồi cái này em có đen. Em còn hai con gấu xanh thôi mấy chị ạ. Con này hàng xịn luôn. Gấu xanh cho phụng hơn. Con này hàng ta bao mà hàng xịn luôn này mấy chị. Cái này em có màu đen và màu trắng. Gấu xanh cho độ kim thu hết mà gấu xanh luôn ạ. Màu đen và màu kem mấy chị. Chèo lấy chút em ha. Cái này chị nào lấy màu đen thì chút màu đen. Chèo lấy màu kem thì chút màu kem. Con này là hàng xịn luôn nha. Nè. Hàng xịn sò luôn đó mấy chị. Đây nè. Cái sau này mấy chị nè. Thấy không mấy chị? Rồi cái này chèo lấy thì chốt đi giùm em nè mấy chị. Rồi cái này chèo lấy màu đen, cái màu đen chèo lấy màu kem giùm em. Con này xịn sò luôn nha mấy chị yêu nha. Đen và kem giùm cho em. Mỗi mã được mấy con nè mấy chị. Đi liền em đen và kem giùm. Chèo lấy đen chứ đen nào lấy kem chứ kem em 69 ngàn luôn ạ. À. Đen và kem giùm cho em ha, 69 ngàn giùm em. Siêu cân luôn nha, con này phô nè mấy chị. Con này hàng xịn sò luôn đó mấy chị nha. Hai đen cho Huế Nguyễn. Đen và kem dùng cho em nè. Kim em màu đen và màu kem dùng 69 ngàn dùng nè. Đen và kem nha, 69 ngàn dùng cho ai. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Hàng nó xịt như thế này nè mấy chị. Hai đen 69 ngàn cho Huế Nguyễn. Nhìn dùm em ha. Đen 69 ngàn cho Trò My. Em bán hàng không mỹ quen rồi mấy chị. Nên là cái gì mà em đợi lâu em cũng đợi mấy chị. Xịn sò chứ. Đen 69 ngàn cho Huế Nguyễn. Nè mấy chị lắm. Nhưng mấy chịu nha. 69 ngàn mình mua được cái áo phông nó xịn xịn mình mang nó đã mấy chị. Đây xíu nhà cho Tuyết Ngọc. Đẹp chưa? Ê, cái này nam mang được luôn đó mấy chị. LV nè. LV nha. Đây Huế Nguyễn có hai con là chị ạ. Kem xíu nhà cho Yên Phạm. Rồi cái này ghi em mã LV trắng với lại LV đen giùm em. LV trắng và LV đen nha. Con này là hàng xịn luôn ấy. Con này nam nữ đều may ok luôn á mấy chị. Đen xin cho Trâm Nguyễn. Mấy chị mua về mang cặp cũng được mấy chị. Đẹp lắm. Kem xin cho Mai Thủy. LV dùm em ha. Kèm màu đen và trắng dùm em nè. Cái này nam may được luôn đó mấy chị. Nam nữ đều may ok luôn cho ải luôn nè. Con này đẹp nè mấy chị. LV dùm em. Đen xin cho Vy Lê. LV đen và LV trắng dùm em mấy chị. Dùm em mã LV kèm màu. Em còn màu kem mấy chị ơi, em còn LV đủ màu cho Nga Huỳnh. Trời ơi, xịn sò lắm luôn ấy. Con này đúng xịn luôn ấy. LV kèm màu đen và trắng với em 69 ngàn ạ. LV đủ màu cho Phương Phương tròn. Rồi tiếp cho mấy chị một con như thế này nè mấy chị. Rồi cái này ghi liền em ha. Ghi em mã số 8 kèm màu giùm em. Mã số 8 kèm màu dùm cho Hải nè. Màu này là màu nâu á mấy chị. Màu nâu và màu xanh dùm em nè. Mã 8 kèm màu nâu và xanh dùm em. LV đen cho Tuyết Ngọc. Đây mã số 8 kèm màu ha. Màu nâu và màu xanh dùm em. Nâu và xanh nha. Ghi em mã số 8 kèm màu. Đẹp quá chứ. LV bên em còn một dẫn. Em chốt chị Hoàng Mai. Và cái này ghi mê mã giùm em. Ghi mê mã số 8 kèm màu giùm em. Mã số 8 kèm màu ha, màu nâu và màu xanh giùm em. Đã chưa? Tám kèm màu lên giúp em ạ. Ghi mê mã 8 kèm màu. Tám đủ màu cho Huế Nguyễn. Tám kèm màu. Em mã Mickey giùm em 79 ngàn nè mấy chị. Cái này là phong dày tay nha. Con Mickey á mấy chị.
Mickey này, vạt là vạt bầu gì nha. Vạt bầu nha, vải này mấy chị. Con này đang rất là hot nha. Cái này mấy chị đi nhập ở Ninh Hiệp á, hoặc là mấy chị nhập ở đầu mối là giá là 120-130 ngàn nha. Dạ, mấy chị nha. Và cái này chị nào lấy giúp em 79 ngàn. Giúp em mà áo Mickey 79 ngàn vậy. Con này phun lạnh đẹp lắm. Em cho nhìn chị ít coi đi. Được rồi, để áo khách lưu với em một tuần đi chị hả? Vậy, vậy, vậy. Rồi cái này tám nâu cho Thủy Tiên. Đã chưa? Quạt tám đủ màu, Hiếu hiện có rồi à. Quạt bầu nha. Tám đủ màu cho Nga Huỳnh. Rồi cái này ghi em mã 79 ngàn dùm em. Đá 79 ngàn. Ghi em mã đá cho Hải nha, 79 ngàn. Này mấy chị này. Rồi chắc siêu đã luôn. Tám anh em còn một con màu xanh thôi ạ. À. Tám xanh cho Ly Đăng Nguyễn. Rồi cái này ghi em mã đá dùm cho Hải nha mấy chị nha. Rồi hãy lên cho mấy chị một con áo kiểu như là hàng mắc mò. Hết nâu rồi mấy chị ơi. Thứ 8 em hết luôn rồi mấy chị ơi. Rồi em lên cái con này nha mấy chị nha. Đây. Rồi cái này chị nào lấy thì chốt thì giùm em nè mấy chị. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt em màu này là ghi em mã số mã số 9 đi mấy chị ơi. Chốt em mã số 9 cho hãy nha. Mã số 9 giùm em nè mấy chị ơi. À, 69 ngàn. Chốt mã số 9. 69 ngàn có xỉ hết nha. Áo con này có xỉ hết cho mấy chị luôn ấy. Giá phải gọi là bèo nhiều như cái bánh bèo luôn. Đây mấy chị coi giãn cho mình. Coi giãn nha. Coi cái liềm em mã số 9 giùm em. Kim em mã số 9 cho hại mấy chị ơi. Cho thì là còn có mấy con đúng không? 9 ba con cho Hiếu Nguyễn. Hiếu Nguyễn ba con đó. Cho Lê Rốt 2 con nữa. Màu em mặc có like rồi mấy chị ơi, mẹ có like rồi. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị. Đen chữ giùm em. Nhìn cưng chưa. Rồi cái này ghi liền em màu đen giùm em ha. Đen này có 3 con nè. Mấy chị, nhìn cái áo phông ở phía trước nhìn nó đơn giản ha. Xong rồi nhìn phía sau nhìn thấy đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp chưa. Phông đen giùm em nha. 69 ngàn, chờ lấy cho mình mà đen 69 ngàn giùm em. Trời ơi, nhìn đúng đẹp luôn ấy. Đây, này bỏ lộn. Chờ lấy ô đen sẽ chính là mà đen sao chính như em ạ. Đen chính 2 con cho Bảo Ngọc Nguyễn. Rồi cà rấp tốt giùm em ha. Chú em mở chữ giùm em. Có 2 con nè mấy chị. Chữ có 3 con 69 ngàn. Chú em mở chữ giùm em. Rồi cái này ghi em mở chữ giùm em nè mấy chị. Chữ cà rấp tốt giùm em. Đen sẽ như Hiếu Nguyễn. Rồi cái này ghi em mở chữ giùm em nè, 69 ngàn, cà rất tốt nha. Chữ dùng cho em 69 ngàn, thì có cho mấy chị được 2 con, 3 con. Và cái này là gấu cái gì em rồi, là chó nè mấy chị. Cái này em có màu trắng, màu đen, chúc em ha, chúc em mở chó kèm màu vậy nè. Chó kèm màu vậy nè. Chữ xếp như Nguyễn Lê, cà rất tốt 69 ngàn cho Bảo Ngọc Nguyễn 2 con. Rồi cái này ghi em mở chó kèm màu dùm em có màu trắng với màu đen. Hàng này em xé cho chị một bao để mấy chị xem mẫu thôi nha. Tại vì cái form này mấy chị cái bao này thật sự luôn là xé vô là dán không được mấy chị. Và cái bao này nó xịn nhất là em thấy mấy bạn nào bán shop này kia là bán line này kia. Nói chung là cái hàng nó xịn thì người ta mới bỏ mình cái bao xịn đó. Mấy chị lưu ý giùm em nha. Cái hàng này là cái thương hiệu của nó luôn ấy. Đây này mấy chị này. Cái thương hiệu của nó luôn nha mấy chị nha. Đây chị nào lấy đi chốt đi giùm em. Có 2 cái cho Bảo Ngọc Nguyễn. Cái còn 2 con đen với gì ạ? Cái còn 2 con màu đen thôi ạ. Sai Korea dày tay luôn rồi mấy chị. Đó cho Bảo Ngọc Nguyễn luôn hết mà trắng đen mấy chị ạ. Trời ơi con này cái vạt của nó là đẹp nha. Chốt em mã lạ đi mấy chị. Áo dày tay cờ rất tốt giùm em ha. Tay này. Tay xoén như thế này nè mấy chị. Nó săn cho mấy chị nè. Tay của nó nha. Rồi cái này ghi em mã lạ giùm em nè. Mã lạ này em có được 2 con rồi mấy chị. Vạt của nó phía sau rất là đẹp nha. Tà trước của nó là ngắn hơn đó mấy chị. Đây nè. Cái vạt của nó phía sau này, cái vạt này mình mang với lại chân quái rất là đẹp luôn. Thì là lấy cái mã lạ này em có 2 con này. Lạ
lại giùm em nha. Lại đó em có hai con không mới kịp, chút em ở lại giùm em. Rồi cái này ghi lại chứ nghe hồn. Rồi cái này ghi liền em mã xanh giùm em nha. Xanh này em có được cho mấy chị được hai con. Lại Phương Phương chồng một con hết đó là. Xanh này em có ba con mấy chị, chút em mã xanh được ba con duy nhất à. Nhà con Mỹ này hiếm quá. Xanh giùm em mấy chị, ba con nè, đẹp chưa? Xanh giùm em nha, xanh 69.000 có sỉ giùm em, nói chung là áo con em có sỉ hết nha. Trời ơi. Xanh hai cái bảo một nguyện. Trời ơi, nè, đẹp chưa mấy chị ơi. Ôi, đẹp quá mấy chị ơi, sọc nè. Trời ơi, nhìn lên đúng đẹp luôn ấy, vải đã lắm mấy chị ơi. Nè, thì size Korea nè, mấy con Korea nè mấy chị. Xanh em còn một con, giờ lại cho Liên mã xanh với em, sao mấy chị nè. Kim em mã xanh nha mấy chị nha. Rồi cái này em có sọc xanh vàng. Xanh 69.000 cho Diệu Linh Nguyễn Thị. Sọc vàng, sọc cam. Sọc vàng, sọc cam ha, chờ lấy thì chốt thì dùm em. Vậy là sọc vàng với lại ủa, ăn tròn đủ đơn trên trăm ngàn để thứ năm bên em đi ơn luôn á chị nhỉ. Trời ơi, đúng đẹp luôn á trời. Sọc kèm màu dùm em á chị ơi. Kim em mã sọc kèm màu ha. Em chứ gì ngao hình hai màu thôi. Sọc kèm màu dùm em á chị ơi. À đủ. Rồi đúng rồi. Rồi tiếp cho mình nữa. Sọc hai màu chứ gì ngao hình. Sọc hai màu chứ Nguyễn Quỳnh Như. Mấy chị nè, khủng long kèm màu dùm em. Khủng long nâu và khủng long xanh dùm em. Mà bà xanh bà có một con nè à. Bà nâu bà có ba con. Chúc mấy mà khủng long kèm màu dùm em. Khủng long kèm màu cho anh. Sao đủ màu chứ Nguyễn ơi, bà sọc luôn à. Sao cái này ghi mấy mà khủng long kèm màu dùm em. Khủng long xanh và khủng long nâu dùm em. Khủng long kèm màu dùm em, xanh và nâu dùm em. Xanh và nâu nha mấy chị nha. Chờ lấy cho em mã khủng long kèm màu dùm em. Bà này mà có hai con. Này màu cam và màu tím nè, đẹp chưa. Bà nào thích mấy cái áo phôm này không? Mấy cái hàng mà hay đi tìm ở trên Tao Bao á. Cam khủng long xanh cho Nguyễn Quỳnh Như, khủng long bên em chỉ còn màu nâu thôi mấy chị nhá. Cam và tím nè mấy chị, nó có mỗi mã có một con thôi nha. Khủng long nâu cho Diệu Linh Nguyễn Thị. Và cái này chờ lấy thì chốt đi giùm em. Rồi chờ lấy kèm màu giùm em, cam và tím giùm kia. Khủng long em chỉ còn màu nâu thôi. Cam và tím dùm cho em, giờ lấy thì chốt tìm em. Giờ lấy cam chốt cam, giờ lấy tím chốt tím dùm cho Hải nha. Cam và tím dùm cho em. Khủng long nâu chứ gì Như Linh. Cam thân kiếm nó nữa. Cam gì bên à? Rồi cái này ghi lì giùm em nè. Cái này em có cho mấy chị được 3 con nè. Cho em mã chữ hồng giùm em. Rồi cái này ghi em mã chữ hồng giùm em nè. Đẹp chưa mấy chị? 69.000. Có 3 con chữ hồng. Giờ lấy cho em mã chữ hồng giùm em. Cho em mã chữ hồng nha. Có 3 con duy nhất nè. Chữ hồng 69.000 dùm chạy. Chốt dùm cho Hải mã chữ hồng. Chữ hồng nha. Chữ hồng này có cho mấy chị ba con thôi. Mấy chị lấy mấy hồng chữ 69.000 cho Tiền Ngọc Linh. Ghi em mã chữ hồng dùm đi. Hồng 69.000 cho Ngao Huỳnh. Rồi con trắng hồng 69.000 cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi cái này ghi em mã duy nhất. Có một con duy nhất nè. Trời ơi đã chưa. Trời ơi em nói mấy chị mua mấy cái phong này đi. Nhìn sờ vô chắc là thôi bị duyền luôn đó mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã phong trắng dùm em. Phong trắng dùm em ha, 69.000 dùm kìa. Em
trắng gì nhóm 69 ngàn như gì ạ? Lớn mở trắng gì nhóm 69 ngàn giúp em đi ạ. Rồi con này là cà rốt tốt. Trắng gì nhau rồi này mấy chị. Tay bồng như thế này nè. Tay nó bo đây nè mấy chị. Tay nó như thế này cho hả nè. Rồi cái này chị nào lấy thì chút em mã xanh thai gì nè. Xanh thai nha mấy chị nữa nha. Tay bo đây nè. Mấy chị nhìn cái phôm tay này mấy chị nè. Cái phôm tay này lên rất là đẹp luôn. Đó nha mấy. Rồi cái này chị lấy chút giùm em ha. Cái liềm em mã xanh giùm em. Ghi mê mã xanh thang giùm em ha, 69 ngàn. Xanh thang này có 3 con à. Ghi mê mã xanh giùm em. Xanh em có 3 con duy nhất thôi nha. Xanh cho chị Nga Huỳnh. Ghi mê mã xanh mấy chị ơi. Rồi cái này ghi em mã bò giùm em. Chị Nga Huỳnh lấy bò luôn không? Chị xinh lắm luôn ấy. Bò nè, chị lấy bò chút bò giùm em. Xanh chị Nga Huỳnh 2 con. Rồi cái này chị lấy bò chút bò giùm em. Xanh cho chị Héo Nguyễn. Rồi cái này là màu bò nè, chị lấy màu bò chút màu bò giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái tay của nó nè. Rồi cái này chị lấy chút em mã bò giùm em. Bò em có 3 con. Chút em mã bò nha, bò giùm cho anh. Bò cho chị Hé Nguyễn. Rồi cái này ghi liềm em màu. Bò cho Ngọc Thương nữa. Màu này là màu gạch đó mấy chị. Màu gạch giùm em. Bò cho chị Tuấn Nguyễn. Rồi cái này chị lấy gạch thì chốt gạch giùm em. Chốt em mở gạch nha mấy chị nha. Em thấy ghi em mở gạch. Mở gạch giùm em mấy chị Thanh Thủ chốt phong đi. Tại vì em hết phong rồi mấy chị. Em về mà được ít lắm luôn. Bình thường mấy chị thấy xem like của em biết là phong mỹ của em lúc nào cũng có nhiều hết trơn á. Mà đợt này không có tới mấy chị. Em đợi một tháng mấy rồi đó em mới về được ít như thế này đó mấy chị nha, mấy chị nha. Giờ lấy cái em mở gạch giùm em, nhất là mấy bạn mà nóng ơi là nóng luôn, nóng thật sự luôn. Nhưng mà em phải về, người ta bán hàng là người ta bán hàng lên rồi mấy chị, nhưng mà em bán ra số là mấy bạn miền trong á. Gạch giùm em ha. Và cái này em có màu đen nữa nè, giờ lấy đen chút đen giùm em. Gạch cho Nguyễn Quỳnh Như. Gạch cho chị Tuyết Ngọc. Gạch cho Tuyết Ngọc. Và cái này ghi em màu đen giùm em nè mấy chị. Đen dùm cho Hải y như vậy luôn, màu đen nè. Phong mỹ mặt sướng lắm mấy chị. Chốt em màu đen ha. Đen dùm cho Hải nè mấy chị. Đen này em có cho mấy chị được 3 con thôi. Đây nè. Đen nha, đen 3 con. Chốt em mã đen dùm. Phong này mặt sướng. Đen dùm cho Hải hết gạch rồi mấy chị ơi. Rồi cái này ghi em màu đen dùm em. Đen dùm cho Hải nha mấy chị nha. Chốt dùm cho Hải màu đen. Đen cho Thủy Tiên. Đen cho chị Nga Huỳnh. Đã chưa? Chữ kem giùm em nè. Trời ơi, nhìn đã chưa mấy chị nè. Nhìn áo phong này nhìn đã ăn mắt luôn. Hết gạch rồi mấy chị nha. Nè mấy chị. Rồi chữ kem giùm em. 3 con. Kim em mã chữ kem này có 3 con rồi mấy chị. Đen cho chị Nga Ngô. Rồi chữ kem giùm em. Nga Ngô chưa có số nào. Kem cho chị Nguyễn Quỳnh Như rồi. Quên lộn, giữ như chút kem à. Đây em chốt gì Thủy Tiên chưa? Thủy Tiên cái nào? Nga Ngô là ai vậy? Đi. Đang dùng đơn Ngô chưa có đơn nè. Thôi chưa có đơn. Đơn bỏ mà ngô rồi đưa số thử rồi. Em bấm đi rồi mà. Ừ bấm rồi nhưng mà bỏ rồi. Rồi cái này ghi liềm em. Chữ kem giùm em. Chị Nga Huỳnh lấy nè. Được em 69 ngàn cho Nguyễn Quỳnh Như nè. Rồi cái này là vàng và xanh nè. Chị mấy chị lấy mấy cái phong này đi nè. Xịn nè. Đã chưa? Nè. Màu vàng với màu xanh. Chữ kem 69 ngàn cho chào bé. Rồi cái này vàng và xanh giùm em. Thôi cái này em không gỡ ra nha. Em gỡ ra lúc nào nó cũng hơi bị rắc hết. Thôi để vậy gì cho mấy bạn. Nè, gỡ cho xíu. Chữ kem 69 ngàn
màu vàng và màu xanh. Chốt cho Hồng Thanh. Đẹp lắm. Vàng xanh giùm em nha, đã chưa mấy chị. Vàng và xanh giùm em. Chốt em mã vàng và xanh giùm cho. Vàng và xanh ha, chờ lấy thì chốt em vàng xanh giùm em. Vàng xanh mấy chị ơi. Vàng và xanh 69 ngàn lên giúp em ạ. Vàng và xanh chị nào chưa có đơn lên số điện thoại mấy chị ơi, chưa có đơn mà. Vàng 69 ngàn cho chị Ngọc Thương Độ. Rồi cái này chị nào lấy thì chốt em vàng và xanh cho mình chị. Rồi ghi liền em ha, vàng và xanh giùm em. Đủ màu cho Hiếu Nguyễn. Rồi cái này là em có sọc nè mấy chị. Xanh cho Hoàng Mai. Xanh cho Dương Ngọc. Đây đơn giản mà đẹp chưa. Cái này em có cho mấy chị là sọc, sọc cam. Cái này là sọc cam gặp nha, với lại sọc trắng. Cho mấy chị. Hàng của nó là hàng xịn nha, chờ lấy thì chốt bây giờ mấy. Bên em còn một con màu vàng 69 giờ lấy vàng lên mở vàng cho em ạ. Chắc nó đã luôn mấy chị ơi, sọc kèm màu giùm em ha. Cái này em có cho mấy chị là sọc trắng và sọc cam gạch. Chờ lấy sọc màu nào không mình sọc màu đó giùm cho em ha. Màu trắng với lại màu cam gạch giùm em. 69 ngàn có sỉ nha mấy chị ơi nha. Chờ lấy sọc thì chốt sọc giùm em. Kim em mã sọc nha mấy chị ơi nha. 69 ngàn giùm cho em. Rồi tiếp cho mấy chị gấu nè. Gấu xanh và gấu nâu giùm em. Sọc đủ màu cho Nga Huỳnh. Trời nhìn bà cưng gì đâu luôn nè mấy chị. Nhìn bà cưng chưa. Rồi cái này ghi là giùm em ha. Sọc đủ màu cho Hiếu Nguyễn. Rồi cái này ghi giùm em mã gấu kèm màu giùm em. Gấu xanh và gấu nâu màu đẹp quá mấy chị ơi. Xanh và nâu giùm em. Sọc hai màu cho Rosie Nguyên hết ba sọc luôn ạ. Rồi cái này ghi giùm em mã gấu xanh và gấu nâu giùm em. Đẹp quá. Gấu xanh và gấu nâu giùm em ha. Xanh và nâu giùm em. Gấu giùm em. Xin mã gấu cho anh nha. Gấu xanh và gấu nâu mấy chị ơi. Yeah, gấu nâu đẹp lắm luôn nha. Cho mấy chị xem. Gấu xanh cho Như lên. Cái này mấy chị nè. Rồi ghim em mã gấu. Gấu xanh cho Ivana. Này mấy chị, cho mấy chị xem màu này. Đẹp chưa, màu nâu tay á. Nha. Dễ thương lắm luôn nha. Rồi lấy chút em mã gấu giùm em. Này mấy chị này. Gấu kèm màu giùm chị. Chút em mã gấu. Gấu kèm màu lên giúp em đi ạ. Rồi ghim em mã gấu kèm màu giùm chị. Gấu kèm màu cho Hải nha, gấu nâu và gấu xanh. Gấu xanh cho Rosa Quyên. Trời ơi, Thảo My ơi, đi đâu giờ muốn vô lấy ốc không em. Mấy bữa hồi ốc không trở lại luôn á, chị về quá trời luôn nè. Hài lòng hết rồi. Nè, em có cho mấy chị cái áo cổ tim này đẹp lắm luôn nè. Em chỉ còn gấu nâu thôi, mấy chị ở gấu nâu cho Thảo My. Chị Nga, chị gấu nâu cho Thủy Tiên. Nè, chị Rosa Quyên lấy con áo này nè, chị Rosa Quyên. Cái form của nó là mấy chị nào mà hay ưng bán mấy cái hàng foam to để cho mấy chị nào mà dễ may á thì mấy chị lấy cái foam cổ tim này cho Hải nha. Chắc của nó là hàng foam Mỹ luôn. Và cái hàng của nó là cổ tim nè, mà cổ tim vừa nhau với là sâu xuống đâu mấy chị, nó vừa may. Còn một luôn. Con gấu nâu giờ lấy gấu nâu lên mở gấu nâu với mấy chị ạ. Mấy chị hiểu nha. Chèo lấy chốt thì em mã cổ tim giùm em. Cổ tim giùm cho Hải nha. Ghi em mã xanh cổ tim giùm cho em nè. 69 ngày giùm em nè. Rồi em có màu trắng nữa nè, chờ lấy trắng, chốt trắng giùm em nè. Xanh trắng giùm em, chốt em mã xanh trắng nè mấy chị. Xanh trắng và cam gạch nè, chờ lấy chốt giùm em, ghim em mã tim kèm màu á. Tim kèm màu đi, chị Nga Huỳnh lấy mấy màu cho báo em ha. Đây nè, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Tim kèm màu xanh và tim trắng kèm màu, lại với xanh trắng và cam gạch giùm em nè. Ba màu cho mấy chị luôn á, nên là lấy đi mấy chị. Rồi chờ lấy thì chốt giùm em. Chốt lại giúp em tim kèm màu đi ạ. Tim kèm màu giùm em nha mấy chị ơi nha. Màu xanh, màu trắng. Có rồi chị Thảo My ơi. Cam gặp giùm em. Chốt lại giúp em mấy chị ạ. Xanh trắng và tim kèm màu xanh trắng và cam gặp ạ.
Có chị Nga hình hai xanh, hai trắng, một cam gạch chị ha. Em thấy cái này nam mang đẹp, mấy chị mua về cho chồng mang mấy chị. Này, nhìn nó đẹp lắm. Cái này mấy chị mua về cho chồng mang đi mấy chị. 69 ngàn. Tiêm đủ màu cho đôi sơ quen. Cái này mấy chị ghi mẹ mã nam đi, mã nam nha. Nói chung là mấy chị có thể mang được, hai vợ chồng mang được luôn. Chị nào có con trai mua cho con trai, chị nào có chồng mua cho chồng nha. Chị nào có người yêu mua cho người yêu luôn. Tiêm trong gạch cho Nguyễn Quỳnh Như 69 ngàn. Tiêm em mã đen, đen nam. Tiêm em còn hai con màu xanh ạ. Chốt cho chị ạ. Màu xanh đẹp mà. Chữ xanh hai con với thảo mi luôn ha. Cái này ghi liền em mã nam trải nha. Này phong này đẹp, hôm nay này quá trời đỉnh luôn. Đỉnh quá trời đỉnh luôn. Còn đi. Này chỉ có một con màu vàng này. À bé bé bé. Đó. Vàng này này bé dịu rồi. Thảo My lấy không nè. Tim em có cái gì đó sẽ quên rủ vào rồi chị ạ. Tim em chỉ còn một con màu xanh thôi mấy chị ơi. Tim em còn một con màu xanh, một cho con lên. Màu vàng nè. Vàng cho gì đó sẽ quên có rồi, em cho chị đủ màu luôn hả? Em cho chị đủ màu luôn. Tim vàng cho cái gì? Rồi cái này ghi liền em màu xanh. Màu xanh này em còn một con cuối cùng nè. Nam 69 ngàn cho Thảo My. Xanh này em còn một con cuối cùng, một con cúng cùi luôn, màu xanh này. Nam 69 ngàn cho Trân Trân. Nam 69 ngàn cho Ngô Thị Ngọc Lan. Ok Thảo My nha. Rồi cái này chị nào em. Nam 69 ngàn cho chị Rosa Quyên. Một con màu xanh cuối cùng nha. Chờ lấy cho em mã xanh cuối cùng luôn. Cái này chỉ có một con em lấy gì báo chị nha. Ok Thảo My có hai xanh một vàng rồi đấy mày. Đây cái này là hãy còn một con, một con. Đi lấy thì báo chị nè. Cái này là mỗi mã còn một con, ví dụ như bà chục. Giờ lấy phong nam luôn. Đề sao chính là bà phong nam xin như em ạ. Còn một con nè. Khủng long có một con nè. Màu vàng có một con nè. Con này là con chuột đen nè. Đó mỗi mã có một con ấy nha mới chịu nha. Mỗi mã có một con nha mới chịu nha. Đã lai ốc khoét rồi mà, có lai ốc khoét rồi đó. Cái này mỗi mã hay có một con á, em lấy thì báo chị nha. Mỗi mã một con duy nhất luôn. Rồi em lên cho mấy chị một con phong này là cái gì quên rồi. Cái gì? Đây mấy chị nè. Đơn giản, chúc em mã đơn giản đi cho dễ nha. Cái này mấy chị mua cho chị nào mà có con trai mang cũng được, con gái mang cũng được, rất là đẹp luôn. Cái này em lên màu cho mấy chị nha. Cái này em không bóc ra nha, bóc ra nó hư cái túi của mấy chị đó. Và cái này giùm em mã đơn giản kèm màu giùm em. Màu kem, màu vàng, màu kem, màu vàng, màu đen. Mỗi mã có cho mấy chị được hai con. Ghim em mã đơn giản kèm màu giùm em. Đơn giản kèm màu là mã số mấy cũng được ha. Mã số 1 cũng được mấy chị. Ghim em ha, chốt em ha, kèm màu vô mấy chị. Cái phong này đơn giản mà đẹp nha. Cái này em có 3 màu. Màu đen, màu vàng và màu kem. Mỗi mã có 2 con, 3 con thôi là hết nha mấy chị nha. Hàng Store Dior này mấy chị nè. Nha mấy chị nha. Chốt tiền em mã đơn giản kèm màu giùm em. Phong này đơn giản rất là dễ mang luôn á. Nha mấy chị nha. Màu của Hải này mấy chị. Đơn giản kèm màu giùm em. Cái này mình dạng như là phô của nó lên đẹp đó mấy chị nha. Đơn giản kem đen hai vàng cho Thảo My này. Chắc nó đã mấy chị ơi, đã lắm luôn á. Nhìn này, phong này đơn giản dễ may. Em nói mấy chị may với cái quần đơn sọt. Giản đủ mà cho Nguyễn Quỳnh Như. Mình đóng thùng nó cũng đẹp nữa nha mấy chị nha. Rồi kèm màu vô mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mấy chị ơi. Rồi áo chủ nè. À nãy giờ mới kiếm được cái áo màu đỏ lỉ lai luôn đó mấy chị. Đọc luôn á, chữ vàng với chữ đỏ nè. Vàng của nó đẹp nè. Không phải. Rồi cái này ghi em mã chữ giùm em. Đơn giản cho Thu Thủy Phạm kem đen ha. Mấy chị nè. Vàng nè, mấy chị thấy cái vàng của nó đẹp không? Em bóp giùm chị mấy cái hàng áo HM nó còn ở đây đi. Ê chị Rosa Quyên chưa lấy mấy cái này đúng không? Hình như đang không xem nữa rồi đúng không?
Rồi cái này ghi em mã chữ giùm em. Cái này em bóp ra một cái màu này thôi. Cái màu trên có hai cái thôi, còn lại em để cho chị đó một cái gì. Bóp ra hai màu kem. Đây kìa, cái màu kia kìa. Đó cái màu phía trước, màu nó nhiều á, cái màu nhiều á. Đó cái màu đó bóp ra. Rồi cái này ghi em mã chữ giùm em rồi mấy chị, chữ vàng có hai con. Chữ vàng cho Nguyễn Quỳnh Như, chữ vàng cho Thảo My. Cái này ghi em mã vịt giùm em nè. Mã vịt này có hai con thôi nha, cho em mã vịt giùm em. Ghi em mã vịt này mấy chị. Áo em may em like rồi mấy chị, nhưng mà nó có nhiều màu thì nó cũng y như vậy thôi, mà nó có màu thôi mấy chị. Em ghi Bảo Ngọc Nguyễn nha. Ngày mai nhớ bỏ túi vô hình. Đếm vô hình. Rồi cái này ghi liền em. Chốt em mã vịt. Mã vịt này có ba con thôi mấy chị. Nãy giờ em mới like trong, em về mấy ngàn áo, giờ mới lo lượt ba con áo màu đỏ đô luôn. Đẹp quá trời đẹp. Vịt dùm chị em. Tay thì nó cũng như áo màu em mang thôi mấy chị, ở nó đâu có khác gì đâu. Đây nè, hãy mặc thử mấy cái áo này cho mấy chị xem. Một cái áo này y như vậy luôn nè, có sai gì đâu mấy chị, nhưng mà nó khác màu thôi. Mãi like rồi nha. Đây nè. Rồi cái này chiều lấy thì chốt đi dùm em nè. Ghim em áo hồng nè, hồng nhạt nha. Hồng nhạt dùm cho em nè. 55-56kg mang ok dùm em. 69.000 nè. Chào lấy cho em mã hồng nhạt. Áo nó đơn giản nha mấy chị nha, dễ mang nè. Đây mấy chị nè. Chào lấy cho em mã hồng nhạt giùm em. Và cho Ngọc Thương Đỗ và cho chị Thu Thí Phạm. Y như vậy luôn á, màu hồng nhạt. 69.000. Cho em mã hồng nhạt. Áo này lấy đi nha, chưa có like mấy chị. Màu rất là đẹp. Và cho Thảo My. Ghim em mã hồng nhạt giùm em. Ghim em mã hồng nhạt giùm em. 69.000 giùm em. Hồng nhạt nha mấy chị nha. Y như Hảo mang luôn mà nó màu nó khác thôi. Chị Cát Tường ơi, áo đó em không có để lại mấy chị ơi, nó bị lỗi rồi nên bỏ ra. Tôi chiều lấy thì chốt đi giùm em ha. Ghim em mã hồng giùm em. Hồng nhạt mấy chị ơi. 69.000 giùm em. Em mặc cho mấy chị xem cái áo này. Nó cũng y như vậy thôi chứ nó khác cái gì đâu mấy chị. Nó khác màu. Nó khác màu, hồng này nhạt cho mấy chị dễ mang, phô đồ dễ. Tại sao phải đòi áo hãy mang ta? Màu hồng này màu hồng da á mấy chị. Màu hồng da nha. Cái này mấy chị ưng thì mình mang bỏ ra cũng được nè mấy chị. Bỏ ra cũng được nha, cái này đóng thùng cũng đẹp nè. Rồi cái này chiều lấy chung em ha. Mà hãy mặc hãy like rồi chị ơi, hãy like rồi nha. Nó còn có cái hãy mặc á, lúc hồi tối hãy có like hết rồi mấy chị. Rồi cái này chiều lấy thì chốt tìm em luôn ha. Chốt tìm em nè mấy chị nè. Màu này là màu hồng nhạt nhạt đó mấy chị. Màu hồng dạng như là hồng phấn đó mấy chị. Lên rất là đẹp luôn nè, nhìn nó dạng như là nó không có bị kén da mấy chị. Nó bị kén da nha, cái áo đó lúc nãy nó còn một cái á mấy chị. Đâu em tìm nè. Nha mấy chị nha, chứ em like hết rồi. Màu này em like là nó hết đó mấy chị, chứ nó không còn nha mấy chị nha. Rồi chờ lấy thì chốt đi giùm em nè. Màu hồng em mang còn con nè, chờ lấy thì chốt giùm em nè. Đây hồng em mang chờ lấy thì chốt nha. Ghi giùm em nè. Hồng em mang ha, cái này là hồng đậm một chút xíu nè mấy chị. Nhìn nè, cái này là màu da nè mấy chị. Còn này là hồng đậm nha mấy chị nha. Chốt đi giùm cho Hải luôn. Cái trên ghế là phong mỹ. Nhà hai cái cho Thảo My. Cái hồng từ hồng nhạt dễ mang mà mấy chị đâu bị kén da đâu. Rồi cái này vàng giùm em nè. Rồi cái này chốt em mã vàng. Mình để vào vàng mà vào túi. Vàng giùm em. Vàng này được 3 con nè. Rồi cái này ghi em mã vàng hãy được 3 con. Chốt em mã vàng 3 con duy nhất. Đây, phong mỹ nha. Mấy cái hàng HM này em thấy nó xịn sò vô cùng luôn. Xịn thật sự luôn nha. Mấy bạn đi mua hàng này 200 mấy, 300 mấy ngàn không. Rồi ghi em mã vàng giùm em. Rồi cái này ghi em màu cam gạch nè. Chốt em mã gạch em có một con nè. Gạch em có một con ha. Chờ lấy gạch, chốt gạch giùm em. Mỗi mã có một con duy nhất nè. Ghi em mã gạch một con. Vàng 3 con, gạch một con nè. Chờ lấy chốt em mã gạch giùm em. Con này là hàng xịn sò nè. Xịn con bà sò thương đổ. Con này là xịn con bà sò luôn nè. Chốt em màu kem giùm em.
Trời ơi, mấy chị ơi nè, cái này là nó in lên vải luôn á, nó không phải là in lên cái kia đâu mấy chị, nên là không có sợ bị dính nè. Đẹp chưa? Và cái này ghi mê mẫu kem gì nè, đẹp quá trời đẹp luôn á. Nhìn đơn giản mà đẹp lắm mấy chị. Con này là dáng mà ôm á mấy chị. Và cái này chị nào lấy cho mê mẫu áo kem gì nè. Gạch cho lên đi. Cái mê mẫu kem. Em đang có 3 con nữa chị. Kem cho nó sơ quyên. Rồi set caro này mấy chị, set caro này được set nè, 79.000 có sỉ giùm em nè. Có quần bên trong nha, chờ lấy thì chốt liền em nè. Cho em cho Thảo My. Đẹp chưa? Rồi cái này ghi liền em luôn ha. 79.000, form 55kg đủ làm em ok, có khóa kéo bên hông luôn cho mình luôn. Khóa kéo bên hông luôn rồi nha. Chờ lấy thì chốt em mà set caro 79.000 có cho mấy chị một set. Alo. Rồi cái này là màu hồng đậm nè, cái này em mở cho chị. Đúng rồi. À. 5 cái, thấy chưa? Tên gì vậy? Dạ. Dạ rồi, để nhắn tin qua cho kiểm tra hàng nha. Ghi em mà set caro dùm em nha mấy chị nha. Ghi em mà set caro dùm cho hàng 79.000. Set caro đó đẹp lắm mấy chị. Siêu đẹp luôn. Thì bây giờ nhắn tin qua cho anh để cho kiểm tra. Vậy thì đó, để nhắn tin qua cho anh. Ghi em mà set caro nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị, đây cái set thể thao này có set nè. Cái này lúc tối chị nào mà chưa lấy được thì chốt rồi em. Em đâu có lê dài nữa đâu chị ơi. Và cái này mấy chị yêu nha, cái áo này nè mấy chị nè. Và cái form của nó rất là đẹp mấy chị, bên trong của nó nè mấy chị nè. Nó có cho mình dạng như là kiểu giống như là một cái áo lót nè mấy chị. Mà áo lót của nó rất là đẹp nha, áo lót của nó nè. Đẹp lắm luôn. Rồi cái này nguyên set dài luôn mà chỉ có 69.000 có sỉ mấy chị. Nhưng mấy chị nha. Một cái áo này mấy chị nè, kèm mình một cái áo lót bên trong nè. Cái này chị ở lấy cho em mà set 24 giùm em, 69.000. Form này lên đẹp lắm nha. Hàng này bạn đi lấy sỉ cũng giá là 100, 120 một áo đó. Em bán lẻ cho mấy chị đồng khoảng giá là 50.000 á, 50.000 nha. Đây nè. Nhìn cưng chưa? Nha mấy chị yêu nha, cái áo lót bên trong nó lài theo cái áo này luôn nè. Chứ không phải là người ta may thục đục đâu. Mấy chị thấy cái form áo không, nó lài theo nè. Đó nha mấy chị nha. Cho cái này chờ lấy thì chốt đi giùm em nè. Ghi em mà áo set 24 giùm em ha. Cái này form babido nó mấy chị rất là dễ mua luôn. 69.000 em còn 2 con nữa, chờ lấy thì chốt giùm em. Rồi cái này là set 165.000 một set cuối cùng nha. Là hết hàng này luôn mấy chị. 165 giùm em nè. Cái này là set 165, set thể thao này mấy chị, lụa nha, 165.000 dùm cho em. Kèm cho mình một cái áo này mấy chị. Rồi cái này chị lấy thì chốt thì dùm em, 165 size cho mấy chị 55kg đủ lạnh em ok. Một set cuối cùng này mấy chị nè, 165 dùm cho hỏi nha, một set thôi là hết rồi. Đây nè, lụa này mấy chị, 165 có sỉ, một set cuối cùng luôn. Nha mấy chị nha. 165. Xếp 165 là giúp em ạ. 165.000 giùm em. Ghim em mà xếp 165 có cái rồi mấy. Xếp 165 cho gì thấy Nguyễn. Rồi cái này ghi liền em. Chốt liền cho Hải luôn nha mấy chị nha. Áo này đẹp chưa? 79.000 giùm em nè. Trời ơi đẹp chưa mấy chị? Dạng như là kiểu mà hoodie. Hoodie kiểu mấy chị. Hoodie kiểu nha mấy chị nha. 79.000 cho em mã hoodie 79.000. Hoodie kiểu này rất là đẹp luôn á. Cái này mấy chị mang giày bốt hay là mang giày thể thao, mang với lại mấy cái chân váy mà chân váy xòe xòe mấy chị rất là đẹp luôn. 79.000 cho em mã hoodie 79.000. Đẹp lắm luôn nè, tay bồng nè mấy chị nè. Chờ lấy thì chốt đi giùm em luôn ha. Ghi liền em mã đen 79.000 giùm em, có mấy con rồi mấy chị. Cái này là bán tặng cho mấy chị đó. Em có 5 con rồi mấy chị ơi. 4 con rồi mấy chị. Đen 79 cho ra sơ nguyên. Mày có 4 con ha, chờ lấy thì chốt đi. Chim em mở đen nha, đen cho Hải. Đen 79 cho Phương Trần. Đen 79.000 chị. Và cái này là nguyên một cái set vest này mấy chị. Nguyên một cái set vest 79.000. Rosa Nguyên lấy mấy cái set này nè chị. Rồi cái này đây mà chứ cho Kiều to. Ôm được rẻ luôn á.
cái này nguyên xếp như thế này nha, mà có 79 ngàn thôi mấy chị. Rồi lấy chút em mà xếp 79 ngàn dùm em nè, 79 ngàn mà còn có sỉ nữa mấy chị, thì mấy chị tính ra đi còn có 69 ngàn một xếp nè. Ngày này được đầu là hàng sỉ 119 ngàn của mọi người, lấy cao lắm. Mà cái xếp này chắc vải rất là đẹp nha, đẹp lắm luôn, nguyên một cái xếp vét. Đây mà tính cho chị Diệu Linh thì nguyên một xếp vét nha, 79 ngàn, quá là rẻ luôn ấy. 5 xếp thôi nha, chờ lấy chút em mà xếp nha mấy chị. Xếp 79 cho đi, rồi cho quyền. Quần hãy mặc hãy bán rồi ấy mấy chị. Rồi nguyên set này luôn nè mấy chị, em tặng luôn cho mấy chị luôn nha. Rosa Win 2 set. Rồi cái này em tặng nốt cho mấy chị luôn, giá 89 ngàn dùm em, không sỉ nha. Chốt em mã 89 ngàn dùm em, cái này là vừa bán vừa tặng cho mấy chị. Rosa Win 2 Hồng Nhật. Hàng U Mì nha, hàng U Mì. Đây hết đi, hộp thương đổ rồi. U Mì mà cầm vô 89 ngàn nẵng mình luôn, không bao giờ có nha mấy chị yêu nha. Khẳng định là không ai bán nha. 89 ngàn một set này mấy chị, nhìn nè mấy chị. Nhìn dùm em nha mấy chị yêu nha. Đây nè. Mấy chị lấy nhanh cái set này đi nha mấy chị yêu nha. Chị Ngọc thương đổi khách mới chọn nhiều thì cọp với em 200 ngàn và tài khoản là chọn thêm gì nhỉ? Xếp 89 ngàn chốt nhanh nha, 55-56 cái đứa làm em ok dùm em. Xếp 89 ngàn tôi bán gỡ mới làm rất nhiều luôn. Nhưng em mà xếp 89 ngàn cũng lỗ rồi, thì chốt nhiều lên nè. Bùm bơ. Ê, chị Lô Sê Quyên lấy không? Có còn con nè, còn con đúng không em? Còn con mấy hả? Còn một con cuối cùng nè, 119 ngàn. Một con cuối cùng 119 nè. Chị nào lấy thì chốt giùm em nè. Nè. Có con cuối cùng luôn á chị Rose Quyên lấy không? Hết rồi đó. Đẹp lắm nha. Cái này em có hình rồi đó. Nè. 119 nha. Còn con cuối cùng một con duy nhất luôn. Hết sạch luôn. Chị đen 89 cho Rose Quyên. Chị đen 89 ngàn cho Kiều Tơ. Một con cuối cùng, một con cuốn cùi luôn đó chị, hết rồi á. Cái đèn đang chính là chị Như Phạm. Em nhìn cho chị mấy đèn này. Mẫu là một cái một cái. Xe 89 cho Hồng Nhật. Cho Thảo My. Rồi cái này ghi em mã sơ mi dùm em 59 ngàn dùm em. Sơ mi chữ dùm em 59 ngàn. Chị Hương Phan ơi, chọn nhiều cọp với em 200 ngàn mà tài khoản rồi chọn thêm gì nha. Hương Phan ơi, chọn nhiều cọp với em đi ạ. Đây 89 Hồng Nhật có là gì nhỉ? Đen 89 ngàn cho chị Thắm. Rồi cái này ghi em mã sơ mi 59 ngàn dùm em. Xe 89 ngàn cho Kim Phương Nguyễn Thị. Sơ mi 59 dùm cho Hải nha, sơ mi này có mấy con nè. Xám 119 cho Rosa Win. Rồi ghi em mã sơ mi này đẹp lắm nha. Đẹp lắm nha, 59 ngàn bao rẻ luôn đó mấy chị. Rồi chốt em mã sơ mi 59. Chốt em mã sơ mi 59 nha. Phải có cái xếp này mấy chị này, phải bán tặng cho mấy chị luôn nha. Phải nhập vô 119 nha. Sơ mi chữ 59 nha cho Nguyễn Lê. Cái này mấy chị, cái xếp này phải bán tặng cho mấy chị nha. Cái này là bán vừa bán vừa tặng luôn. Rồi cái này ghi liền em mà set giùm em nè. Nguyên một cái set vest nha, size của nó là size M á, nhưng mấy chị luôn nha. Rồi cái này hãy bán chuyên ăn cho mấy chị lấy áo là 99 ngàn. Chờ lấy thì chốt em mã 99 ngàn giùm em. Nguyên set cổ vest cho Hải nè. Cổ vest tay ngắn nha mấy chị luôn nha. Mà cái set này chắc rất là đẹp luôn á, đẹp lắm nha mấy chị luôn nha. Quần này mấy chị nè. Phô mấy chị 55 cái để làm em ok, mà màu hồng rất là đẹp nha. 99 ngàn, cái này là bán lỗ luôn á mấy chị. Hàng này rất là cao cấp nha.
xịn sò vô cùng luôn. Chờ lấy thì chốt đi em mà set giùm em 99.000 dùm cho Hải nha. Hãy có cho mấy chị vài set thôi. Đây nè, nguyên một set vest cho em nè mấy chị. Set vest hồng tay ngắn này lên rất là đẹp. Đây nè, tay ngắn nha mấy chịu nha, 99.000, form 55kg đủ làm em ok. Kim em mã set hồng dùm em. Kim em mã set hồng nha mấy chịu nha. Hồng dùm trời. Rồi cái này là bộ lụa vừa bán vừa tặng, mỗi mã có một bộ nha, 99.000. Chốt em mã lụa 99.000 dùm em. Mỗi mã một bộ duy nhất. Cái set vest nó đẹp mấy chị. Rồi cái này có một bộ 99.000, chốt em mã bộ lụa. Chị nào hỏi Hải ơi còn bộ lụa không thì hãy like cho mấy chị. Mỗi mã này có một cái, hai cái thôi nha. Lụa dùm em 99.000. Lụa 99.000 dùm em, mỗi mã có một bộ nha. Chị nào mua lụa của Hải cũng biết rồi đó. Hàng này mà Hải bán siêu rẻ luôn, Hải không có lãi lắm đó chị. Tím hôm chị like không 99.000. Lụa 99 chị thôi sao nguyên. Rồi cái này ghi liền em luôn ha. Lụa hồng dùm em 99.000. Cái bộ lụa tay ngắn này đẹp này. Lụa hồng 99.000 dùm em. Bộ lụa hồng này đẹp này mấy chị. Em nói thật luôn á các bạn nào mà dạng như là mình hay đi làm mình về nhà mấy chị, mấy chị thay cái bộ lụa ra nhìn nó đẹp mấy chị. Đẹp lắm luôn. Có mình đi cà phê hay là mình đi đi đâu mình cũng không cần thay đồ cũng được mấy chị nha mấy chị hiểu nha. Bộ lụa này chắc đẹp. Nhìn tới cái quần của nó này. Tay ngắn dùm em ha, 99.000. Chứ em mã lụa hồng 99.000 dùm em. Cái này là em có mỗi mã một bộ thôi. Mỗi mã một bộ nha mấy chị nha. Tay là tay ngắn dùm em, form 60kg đủ làm em ok đó mấy chị. Rất là đẹp luôn, 99.000. Chứ em mã lụa hồng dùm em. Kim em mã lụa hồng nha. Kim em mã lụa hồng dùm ta. Chị thở may lấy lụa hồng phải không chị ơi? Lụa hồng dùm em nha, bộ tay ngắn nó đẹp mấy chị. Rồi cái này ghi em mã hồng cho chị Thảo My. Rồi cái này ghi em mã táo này, bộ táo này lấy nè mấy chị. Bộ táo này táo kem và táo hồng, chị nào lấy táo gì của mình táo đó giùm em. Táo kem và táo hồng giùm em nè. Trời ơi, bộ lụa táo này xinh lắm luôn nha. Nè. Cái bèo của bả này mấy chị nè, tay nè. Xinh lắm luôn ấy. Cái này em có táo kem và táo hồng nha, 99.000 một bộ thôi mấy chị, mua về mang đi cho nó đẹp. Ở nhà cũng phải đẹp nữa mấy chị, nha mấy chị nha. Đây nè mấy chị nè. Táo hồng và táo kem dùm em 99.000 kèm màu vô chảo nha. Có 99.000 một bộ thôi mấy chị. Cái này là mỗi mã em có được 2 bộ là hết sạch rồi đó mấy chị. Hàng lụa này em không có về nữa đó mấy chị ơi. Bán 99.000 là bán giá siêu tặng rồi đó nha. Và cái này ghi em mã táo kèm màu dùm em. Táo hồng và táo kem dùm em. Hồng và kem nha mấy chị nha. 99.000 dùm chài. Một set như thế này nè. Đó, xin chưa mấy chị nè. Lên phone dùm cho em ha. Rồi cái này ghi em táo hồng và táo kem dùm em. Con này lên đẹp lắm mấy chị. Chắc của nó đã. Giờ lấy thì chốt em kèm màu dùm em ha. Táo hồng và táo kem dùm em. Hồng và kem nha mấy chịu nha. 99.000 một set. Chốt em mã táo hồng hay táo kem mấy chị nha. Táo hồng và táo kem dùm em nha. Có chị nào thích gấm không? Chị nào có trước nào chưa lấy gấm không? Cái này còn 2 bộ gấm nữa. Cái này có 2 bộ gấm nè. Chờ lấy gấm chốt gấm dùm em. Gấm này tay ngắn cho Hải nha. 99.000. Nè mấy chị nè. Cái bộ lụa chắc nó đảo quá mấy chị. Nè mấy chị. Form rất siêu đã lên chưa. Rồi cái này ghi em mở gắm gì mấy. Gắm này là em có 2 bộ tay ngắn đó mấy chị. Và cái hàng này hàng gắm. Hàng gắm này mặc mấy. Gắm LV này mấy chị. Gắm LV cho Hải nha. Chờ lấy chút em mở gắm gì mấy. Ghi em mở gắm. Gắm giùm cho em ha. Gắm này em có cho mấy chị 2 set nè. Mấy chị thích bộ lụa không em lên. Tại vì là buồn của em cứ. Rồi cái này là củ sen nè mấy chị nè. Củ sen, trời ơi màu này đẹp lắm luôn nha. Nè. Ghi em mã củ sen 99.000 dùm em. Cái set này thôi luôn ấy. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt liền em mã củ sen dùm em. Đẹp chưa mấy chị nè. Ôi hàng này mấy bạn đi mua là 160-170.000 đi sỉ đó. Có đẹp gì đâu luôn á. Trời ơi, cổ sen dùm em. Cho em mã cổ sen nha. Cổ sen này được. Cổ sen cho chị Rosa Nguyên. Cổ sen, cho em mã cổ sen dùm em. Cho em mã cổ sen nha. Đẹp quá mấy chị ơi. Bộ lụa đẹp như thế mà. Rồi cái này là LV dùm em. Thật sự luôn ấy. Lụa đẹp. Quá trời đẹp luôn. Rồi cái này ghi liềm em hồng giùm em nè. LV hồng này có được xét nè. Rồi lấy chứ em mã LV hồng. Chắc đã lắm luôn á.
Rồi kim em mã LV hồng. LV hồng nha, màu đẹp lắm luôn mấy chị. Hình của nó đi. Cho em mã LV hồng giùm em. LV hồng cho chị. LV hồng cho mấy chị nha. Cho em mã LV hồng giùm em. LV hồng trời. LV hồng em còn một bộ nữa mấy chị nha. Cho em mã LV hồng. Đợi em xíu nha. Đây mấy chị, chị à, chị đã không yên lấy không nè. Tại nhiều lúc đông quá mấy chị không thấy nè. Chị, cái này là nó có là cái nó là cái set đó mấy chị. Cái set này là hàng em bán là giá là 100 như là 220.000 á, 220 nha. Thì em tặng mấy chị 135.000, chờ lấy thì chốt giùm em ha. Xong rồi chốt không được lại buồn nè, đây nè. Cái này là nó có quần bên trong luôn. Cái quần bên trong cho mình ha, nguyên set cho Hải luôn nè. Hãy xem mấy chị 135.000 mà hãy có đúng cho mấy chị được 3 set thôi. 3 set nha mấy chị nha. Chị nào mà ghìa mấy cái dòng hàng mà cao cấp hàng cao bao này thì lấy liền đi mấy chị. 220 đó mấy chị. Em bán tặng mấy chị luôn 135.000. Form này mấy chị dễ may ha, dưới là có bo này ở đây nè. Chắc là đẹp luôn. Em có 2 set thôi mấy chị. 2-3 set thôi nha, 135.000 chắc đã lắm luôn. Cái này cái quần bên trong của nó này mấy chị. Cái quần bên trong của nó dày mà đã lắm nha. Rồi cái này ghi liền em mã set 135 giùm em nè. Set 135 nha, chắc đã ơi là đã luôn đó mấy chị. Nhìn nè. Cái áo của nó xinh lắm luôn, con này lên form rất là đẹp. Hàng có bao cho Hải nha mấy chị yêu nha, vải nè. Vải đã lắm mấy chị. Set 135 nha, set 135 nha. Ghi mê mã set 135 nha. Cái set này, tối mà Hải like mà có chị kia là chị lấy đó mấy chị nha. À, chị ơi, cái đằng sau đi chị ơi. Cái đằng sau này là 109.000, set 34. 109 set 34 giùm em. Cái này là set 34 nha, 109.000. Cái này nó có cái áo phía sau nữa mấy chị, một cái áo, áo bên trong nữa. 109.000, cái này em có được 2 set thôi mấy chị, em hết rồi. 2 set thôi nha, chờ lấy đi chút thì em 109 có sỉ á. Sỉ còn có 99.000. Còn thật sự nó rẻ thật mấy chị. Quá trời rẻ luôn. Cái này em đi nữa mở vừa ha. Ok chị Hương Khoan nha. Các chị ơi tối nhớ vô xem nha. Tối nay có nhiều cái mà đẹp lắm luôn. Hãy về hàng lên mông á kìa. 69.000 có sỉ mà hàng hàng mẫu mới không à. Mẫu mới không nha. Rồi cái này ghi mê mã set 89.000. Set 89.000 có 5 set y như con màu đen lúc nãy luôn. À, chị thì Dương chỉ gì vậy? Rồi cái này ghi em mã set 89.000 giùm em nè. Đây chị nào mà lạnh rồi thì mua cái này nha. Đây chị nào mà thích mặc mà nhẹ như là nhẹ ở mấy lạnh này kia thì mua mấy cái set này nè, 89.000 siêu rẻ luôn ấy. Nghĩ là quá trời thì chốt luôn ấy. Vậy là lấy chốt em mã set 89 giùm em. Cái này em có màu trắng, màu đen, lúc nãy em có lại màu trắng rồi, giờ lấy đen chút đen. À quên, lên màu đen rồi, giờ lấy trắng chút trắng giùm em. Set 89 chứ chị Rosa William. Giờ lấy chút em mà set 89.000 giùm em. Vậy là lúc nãy mà chưa lấy đen được thì lấy này đen còn 2 set cuối cùng nè. Đây. Em có màu trắng và màu đen, lúc nãy em lấy màu đen mùi như là mấy hết rồi còn 2 set nè mấy chị. Hai set sao với lại màu trắng 89.000 chờ lấy chút giùm em. Cho em mã set nha, set kèm màu giùm em. Khi em mã set kèm màu giùm em, trắng và đen giùm chị. Trắng và đen nha. Thêm một đen cho chị Rô Sư Nguyên. Mấy chị, cái này là hàng cao của em treo đó, chứ không phải là hàng. Đây, cái này là hàng mắt bôn nha. Này à, thêm một đen với trắng là, này. Thì cái set này 89.000 em bán lỗ đó chị. Em bán lỗ này là chốt đi. Xích đen cho chị Liên. À, cái mắt bôn này lấy nè mấy chị. Mắt bôn này hàng xịn lắm nha. Mắt bôn này là hàng 139.000 của Hải đó.
139 nè, hết đen rồi. Em hết xích đen rồi mấy chị ạ. Còn cái này là hàng 139 nè của Hải nè, 139 nha. Hãy tặng cho mấy chị cái giá mà siêu sót luôn, 99.000. Giờ lấy cho em mã 99.000 dùm em. Hết rồi Ngọc Phạm ơi, hết rồi. Rồi cái này ghi liền em mã 699. Chị Rosie Nguyên lấy set này nè. Em bán mà dạng như là em sale lỗ 40.000 á, 40.000. Hàng mắt bôi nha, hàng hàng xịn á, chứ không phải là hàng thường đâu. Phôm này phôm to mấy chị, phôm này mấy chị 55-56kg mang vừa cho Hải luôn. Cái áo của nó đẹp lắm luôn. Cái áo của nó vàng như thế này nè nha mấy chịu nha, kèm mình cái quần nè. Set này xịn lắm, hàng em bán 130.000 á. Em còn hai set cuối cùng á, em sale nốt cho mấy chị 99.000. Chị nào bóc được cái set này là hồi lắm luôn á. Hàng mắt bôn nha, mắt bôn này không có giá rẻ hơn luôn á. Em thật ấy, thật nha mấy chịu nha, không có rẻ đâu. Rồi lấy thì chốt đi dùm em. Ghi em mã set 99.000, set bò 99.000 dùm em. Bò 99.000 dùm em, thật sự luôn á, set này rất là xịn. Hàng này em bán 139 đó mấy chị, em còn cho em mã set 99 mấy chị nha. Ghi em mã set 99.000 dùm em, xịn sò vô cùng luôn ấy. Xịn lắm mấy chị. Giờ lấy cho em mã set 99.000, khoác 79.000 dùm em. Khoác này mang ở nhà cưới nè. Khoác này mang ở trong nhà đẹp lắm. Set 99 cho chị Rosie. Chị nào mà dạng như là mình hay bôi kem này kia, mấy chị lấy mấy áo khoác này mang nè, hơi bị sướng luôn á. Cái này nó không có dày nha, nhưng mà nó mát mấy chị, mặc kiểu như là foam rất là đã luôn nè. Cái foam này mặc sướng mấy chị nha, mấy chịu nha. Mặc kiểu như là mấy chị mang mà vậy như là ở nhà mình hay mặc áo khoác hoài thì mấy chị mua cái này nè nha, mấy chịu nha. Còn xếp chữ thể thao không Hải ơi? Chưa Hải ơi, dạ rồi hết rồi chị ơi. Nãy về lại nha, cái bữa Hải về tiếp cho mấy chị ha. Rồi cái này chờ lấy thì chốt liền em, mở khoác 79.000 giùm em. Khoác 79 dùm cho em ha. Khoác 79 này em có 3 con á, em tặng luôn cho mấy chị 79.000 luôn. Ghi em mà khoác 79.000. Khoác 79.000 vải đã lắm mấy chị. Đây em mở khoác 79 mấy chị nha. Ghi em mà khoác 79.000. Nè, hay là em mặc cái áo tơ này cho mấy chị xem mấy chị. Cái áo tơ này cái tay nó đẹp lắm. Nè. Rồi cái này ghi em mã tơ dùm em 69.000 nè. Cái áo tơ này đã lắm mấy chị, đem mặc thử cho mấy chị cái áo tơ này ha. Nha, em mặc thử cái áo tơ này cho mấy chị xem, em bán 69.000 hàng xịn như thế nào cho mấy chị xem. Hàng này là mắt đi o nha. Hàng mắt đi o nha, chờ lấy cho em mặc áo tơ 69.000 dùm cho hả. Cái này mấy chị mặc chân váy cũng đẹp, mặc với lại quần quần tay đi làm cũng đẹp mấy chị. Tay của nó là tay con á mấy chị, chứ không phải là tay thuộc, chứ không phải là tay mắt đâu. Tơ dùm em, tơ này xịn lắm. Tơ cho chị Rosie Nguyên. Đây nè, tơ này chắc đã lắm mấy chị ơi. Kim em mã tơ dùm em. Rồi cái này ghi liền em. Kim em mã tơ nha, con tơ này đẹp lắm mấy chị. Đây nè, xịn sò lắm luôn á, đẹp chưa. Ui, em mặc lên dễ thương bé. Đây nè, nhìn cái tay nó đẹp. Nè mấy chị ơi, cái tay nó rất là đẹp luôn á. Chị lấy chút em mã tơ dùm em. Tơ này em có cho mấy chị được 4 con. Tơ cho chị thấy thì vâng. Ui áo tơ này đẹp quá mấy chị ơi. Ê, nhìn sang với sợ luôn á trời. Mắt đi hai tơ cho chị Rosie Nguyên. Cái này là xe luôn. Hết tơ mấy chị nha. Em có cho mấy chị cái quần này nè, em bán tặng cho mấy chị luôn ha. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị nha. Ghi giùm em nha, để xíu hãy coi lại view cho chị. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Rồi cái này chị lấy thì chốt tìm em mã quần giùm em nè. Quần này hãy tặng cho mấy chị luôn ha, giá là 49.000 một quần luôn. Chị lấy thì chốt liền em mã quần giùm em. Ê, áo này mặc xinh quá nè. Rồi cái này ghi em mã quần 49.000 giùm em. Quần này mấy chị nào có con trai mua cho con trai cũng được. Nói chung là quần này là kiểu như là hay mặc, mấy bạn hay mặc với lại phong Mỹ á nha.
Đặc biệt là quần này rất là thích mặc với Phong Mỹ luôn. Em cũng như vậy á mấy chị. Em mặc với Phong Mỹ không mà. Ở nhà là ví dụ như thường thường em nói chung là buổi tối em cũng hay đi chơi này kia mấy chị. Để em quần mặc cái quần này. Mặc quần này nha, xong rồi sọt cái áo Phong Mỹ vô nữa. Nha mấy chị nha, dễ mang lắm luôn. Ai mang cũng được nha, chị nào có con trai con gái gì mang được hết nha mấy chị nha. Quần cho ngươi thì hợp lắm. Kiểu như là quần sọt như này nè mấy chị nè. Đây nha mấy chị nha, phông của nó lên rất là đẹp luôn. Giờ lấy cho em mã quần 49.000, quần này chắc đã lắm mấy chị. 49.000 giùm em ha, hàng KS Studio giùm em. Rồi chờ lấy cho em mã quần giùm em, 49.000 giùm chờ. Cái hàng của nó là hàng xịn đó mấy chị, KS Studio nè. KS Studio nha, phải là hàng thường đó mấy chị. Chị lấy cho em mã quần giùm đi. Quần nha mấy chị nha. Quần cho Thắng Nguyễn hai cái. Quần này mặc với lại áo Phong Mỹ này kia mấy chị đẹp lắm. Chị lấy cho em mã quần giùm đi. Cho chị Nguyễn Quỳnh Như đến rồi em sẽ chi ăn cho mấy chị một cái mã này nha, cái mã set này nha, em nhận vô giá là một màu trắng này duy nhất nha, tặng luôn cho mấy chị luôn 80 nha. Rồi cái này ghi giùm em nè, set 34 giùm em. Rồi ghi em mã tặng 89.000 giùm em, cái này em có mấy set thôi nha. Ghi em mã tặng 89.000 giùm em. Xét giùm em nè, xét 34 giùm cho Hải nha. Chốt giùm em mã tặng đặng 89 giùm em. Cái này mấy chị chốt cho Hải nha, Hải còn Hải có cho mấy chị được 10 set đó. 10 set nha, một cái áo ba lỗ nai nè mấy chị. Ba lỗ nai nha mấy chị yêu nha. Kèm cho mình một cái áo nè. Đây nha. Xong kèm mình một cái quần nữa. Và cái này bán tặng cho mấy chị luôn 89.000. Ghi em ha, cho em mã xét 89.000 giùm em. Xét 34 giùm cho Hải 89.000. Ghi mê mã tặng 89 cho mình. Tặng 89 cho Thảo Mai. Rồi ghi mê mã tặng 89.000 ha. Này đó là hàng 105.000 đó mấy chị. Rồi cái này ghi liền em nè mấy chị nè. Rồi cái này ghi mê mã Phong Mỹ, ghi mê mã sóc. Con sóc nha. Con sóc nè mấy chị. Con sóc giùm em nha. 69.000 có sĩ cho mê mã Phong Mỹ tới 9.000 giùm em. Phong Mỹ đen giùm em. Rồi ghi em mã Phong Mỹ. Trời ơi cái bộ nó lúc đó hở quá trời luôn ấy. Ghi em mã Phong Mỹ giùm em. Hai quần cho Trần Thị Ngọc Hiếu. Ghi em mã sóc giùm cho Hải. Sóc nha mấy chị nha. Chúc em mã sóc giùm cho em. 69.000 Phong Mỹ này có 3 con nữa. 3 con rồi mấy chị ơi. Mã sóc cho Thảo Mai. Kim em ha, em có 3 con rồi mấy chị, Phong Mỹ á. Cái này là hàng Phong Mỹ nha, Phong Mỹ đó. Kim em. Kim em mã Phong Mỹ nha mấy chị nha, 69.000 giùm cho. Lấy em mã Phong Mỹ 69 mấy chị nha. Chúc em mã Phong Mỹ 69.000, 69.000 Phong Mỹ nha. Vậy em lên gì cho mấy chị? Em lên cho mấy chị cái bộ này nha. Cái này em like, em để cho bé Thảo nên là em lấy luôn, còn 2 bộ này. Đây còn được 3 bộ này, nào lấy chút thì em ha. Cái này là 100 mấy thôi nè, 129 nha. Đây cái bộ này là bộ thể thao 139 nha. Bộ thể thao này là hàng đắt á. Đây mấy chị, cái bộ này là dòng cao cấp nha, 139.000. Cái này em còn được 2 set, 3 set nữa. Em bán mấy chị 139 ha. Chờ lấy cho em mã set 139 nè. Nguyên set giùm cho Hải nha, set thể thao. Quần của nó nè mấy chị. Form của nó nè. 139.000 giùm em, form cho mấy chị 60kg đó là này ok á. Cái này có 3 set nè. Em hết rồi mấy chị. 3 set nè, 139.000 xong em tắt like luôn ha. À, hàng gặp mấy chị tối nha, tối nay em có nhiều hàng lắm luôn, em lên nhiều hàng cho mấy chị luôn ha. Để nhiều hàng để mình chọn luôn để mấy bạn ghi lấy.
Rồi cái này ghi em mã set 139 giùm em. Set 139 cho chị Rosy Nguyên. Ghi em mã set 139, số 139 nha. Set 139 nó rất là đẹp. Con Mỹ này có con nữa đây. Gấu xanh này, gấu nâu này mấy chị. Còn cái này chị nào lấy cho em mà gấu nâu giùm em. Gấu nâu này có một con. Đẹp chưa? Gấu nâu nha. Cái này mấy chị nhìn thấy giống cái ốp điện thoại đúng không? Ốp điện thoại gấu mà mấy hồi này đây. Nè. Xin em chuyển khoản chị kiểm tra em đi. Ok chị không quen ha. Rồi cái này ghi liền em nè. Ghi em mã gấu giùm em 69.000. Cái này có con thôi nha. Một con gấu thôi mấy chị ơi. Một con duy nhất luôn ấy. Là hết rồi đó. Cái này là phong Mỹ nha. Con này cũng vậy nè. Con này là màu kem. Cái này là em gọi là đại gia đình. Và cái này ghi em mã kem giùm em nè. Kem giùm chả nha 69.000. Ghi em mã kem 69.000 giùm em. Kem 69 nha. Con kem này cũng đẹp lắm mấy chị. Hàng của nó nè. Đây nha, con này lúc nãy em có like rồi, chắc con Mỹ luôn. Lấy cho mẹ mã kem. Cái áo gấu nó đẹp mấy chị. Chúc em mới nâu mấy chị nha. Ừ. Gấu nâu cho chị Thảo My. Đẹp lắm. Rồi cái này giờ lấy kem, chúc kem dùm em. Kem cho Thảo My. Rồi em tắt like nha, hẹn gặp mấy chị Thảo nha. Rồi bye bye mấy chị.